Cô gái này cùng cô bạn là luật sư đang cùng với hai người đàn ông bàn về công việc của họ. Đột nhiên cô nghe được anh chàng đẹp trai bên cạnh đi cùng một người phụ nữ giàu có và có được rất nhiều tiền. Cả hai liền nghĩ anh ta được mẹ Đường nuôi, ai có mà ngờ đây cũng chính là cuộc gặp gỡ duyên phận dành cho hai con người xa lạ này. Sau khi bị dê sùng bởi tên sếp kia, cô cũng đánh đá phun nước rồi xin từ chức, ngạo nghễ ra về cùng cô bạn thân. Trời không phụ lòng người, buổi sáng nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Cô ấy đã được một công ty luật hàng đầu là Quân Hằng tuyển dụng và ngày hôm nay cô đến thuê căn hộ để thuận tiện đi làm việc. Bất ngờ chàng trai đẹp mã lái Bentley cũng tới đây để ở nơi khỉ ho cò gái này. Đã vậy cả hai bất ngờ còn thuê cùng một phòng, thế là anh ta liền gọi chủ nhà tới giải quyết. Ai muốn trả cô 2 tháng tiền nhà mong cô rời đi nhưng cô liền chối từ vì cô cần nơi này hơn anh. Anh liền nói với chủ nhà thay vì thuê giờ anh muốn mua lại căn hộ này. Cô gái liền bảo điều này không công bằng rồi bắt đầu fake. Quân Hằng và ông chủ của cô Tiền Hằng là một nhân vật lớn trong ngành luật và đang ở đỉnh lưu ở đất nước này. Với thành tích được xây dựng là chưa bao giờ thua một vụ kiện nào. Cô còn nói rằng ông chủ của mình rất thích cô ấy và sẽ không để cô bị bắt nạt khi có người dở hơi muốn ăn hiếp mình. Người đàn ông đề xuất rằng nếu cô không muốn rời đi, họ có thể gặp nhau tại tòa án, chủ nhà đề xuất giảm tiền thuê để họ ở cùng nhau. Anh chàng đẹp mã không có ý kiến nhưng cô gái từ chối vì lo ngại về an toàn khi sống chung với người khác giới. Với việc cô gái khinh thường nghề nghiệp của người đàn ông cùng thuê nhà với mẹ Đường của anh ta, sau khi cô gái nhắc đến Tiền Hằng thì anh thuê nhà bất ngờ vô cùng, bởi anh đây chính là chủ của công ty Quân Hằng. Khi cô gái quyết định không ý chung sống thì anh đề xuất một giải pháp khác, anh sẽ trả cô 2 tháng tiền thuê và xin ở nhờ 3 ngày. Cô gái chấp nhận đề xuất này nhưng đặt ra 3 quy tắc. Thứ nhất, anh không được làm phiền lịch trình của cô. Thứ hai, anh không được lộ body ngọt nước. Và thứ ba, không được mang người khác về nhà. Nếu vi phạm cô sẽ tố cáo anh với công việc không vẻ vang đó. Anh ta phản ứng bằng cách nói rằng việc tố cáo cũng không phải là hành động đáng tự hào. Trong một diễn biến khác, một nhân vật tên Trần Tinh Húc bị hiểu lầm. Trong một vở kịch mới của anh nơi nhân vật Trương Nhược Nam liên tục khuyên anh ta quay đầu là bờ đừng tin MU nữa. Cô lo lắng cho anh ta sợ rằng anh ta có thể gặp rắc rối pháp lý. Tiền Hằng biết rằng người kia nhầm lẫn mình là một người đàn ông cha nam. Dù có chút bất mãn nhưng không giải thích mà còn thêm dầu vào lửa, lấy không nói có. Khi người kia mang dụng cụ vào phòng tắm nơi Tiền Hằng vừa tắm xong để khử trùng, Tiền Hằng yêu cầu cô ấy tìm chất tẩy rửa để lau chùi cả nhà vệ sinh. Thành Giao cảm thấy điều này hợp lý và quyết định lau chùi cả bếp và phòng khách và hát một cách vui vẻ khi làm việc, khiến Tiền Hằng chuẩn bị đi ngủ cau mày. Căn hộ này từng là nơi Tiền Hằng thuê khi mới khởi nghiệp. Gần đây anh ta thường xuyên mất ngủ. Một đối tác tại văn phòng luật sư Ngô Quân sau khi nghe lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa thần kinh, xong đã về khuyên anh trở lại môi trường mà anh từng ngủ ngon giấc để có thể giúp anh ngủ tốt hơn. Do đó Ngô Quân đã thuê căn hộ này cho anh và còn sắp xếp nhiều thứ kỳ quái khác. Tiền Hằng đã bố trí một số thứ trong phòng ngủ của mình theo lời khuyên của Ngô Quân và phát hiện ra rằng điều này thật sự hiệu quả. Thành Giao dù gây ra tiếng ồn trong phòng khách thì Tiền Hằng vẫn kiên nhẫn chịu đựng đến khi trời sáng. Anh cảm thấy hài lòng với phương pháp của Ngô Quân. Tuy nhiên khi anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy toàn bộ căn hộ được dán băng keo để phân chia không gian, anh trở nên bất mãn và tất cả điều này là do Thành Giao trợ lý mà Ngô Quân tìm cho anh đã làm. Đồng thời Thành Giao chính thức bắt đầu làm việc tại công ty Quân Hằng. Cô được giới thiệu rằng công ty có 5 đối tác trong đó chỉ có Tiền Hằng không muốn chụp ảnh để treo lên tường. Thành Giao cảm thấy điều này thú vị khi Tiền Hằng xuất hiện trước mặt cô hoàn toàn ngạc nhiên. Tiền Hằng yêu cầu cô đến gần và hỏi cô có điều gì muốn nói. Thành Giao trả lời rằng cô đã có mắt như mù tự nhận mình là người trong giếng nhìn trời với tầm nhìn hạn chế. Tiền Hằng rất tò mò về lý do tại sao cô lại nghĩ rằng anh làm việc trong ngành trai bao. Thành Giao buộc phải thừa nhận rằng cô đã nhìn thấy một phụ nữ giàu có muốn trả cho Tiền Hằng một số tiền lớn để anh ta ăn tối cùng cô ấy tại nhà hàng. Tuy nhiên Tiền Hằng đã khiến Thành Giao không nói nên lời khi anh nói rằng người phụ nữ đó là mẹ của mình. Sau đó hai người đồng ý với thỏa thuận chung sống. Tuy nhiên vào buổi tối cùng ngày khi Thành Giao đang dọn dẹp phòng, cô nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ phòng ngủ của Tiền Hằng. Khi cô vào phòng, cô phát hiện ra rằng những âm thanh đó đến từ một máy hát cũ. Mặc dù cô đã thở phào nhẹ nhõm nhưng không gian đáng sợ trong phòng lại khiến cô hoảng sợ. Thành Giao vô tình làm hỏng một số đồ của Tiền Hằng khiến anh tức giận đến mức đuổi cô ra khỏi nhà. Tiền Hằng còn nhấn mạnh rằng anh là sếp của cô và có quyền sa thải cô khiến cô không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Cô suy nghĩ về việc tìm chỗ ở khác nhưng biết rằng việc đó cần thời gian và ở khách sạn lại quá đắt. May mắn thay công ty cô có các tiện ích tốt như bếp, phòng tập thể dục và phòng tắm rất thích hợp để ở tạm thời. Do đó Thành Giao quyết định đem hành lý của mình đến công ty và tạm thời ở tại đó. Không ngờ khi cô vừa mới nằm xuống trong phòng lưu trữ, Tiền Hằng người mắc chứng mất ngủ nghe thấy tiếng bước chân trong khu vực làm việc. Thành Giao hoảng sợ chạy ra ngoài và phát hiện ra rằng đó là Tiền Hằng. Cô không dám để cho sếp của mình biết mình đang ở tại công ty, vì vậy cô bắt đầu trò mèo vờn chuột với anh. May mắn thay cô đã thành công tránh né tầm nhìn của sếp. Tuy nhiên vì Tiền Hằng ở lại văn phòng suốt đêm, Thành Giao không thể ngủ yên. Ngày hôm sau cô liên tục ngáp và hỏi đồng nghiệp liệu có phải tất cả những người làm sếp đều không cần ngủ không. Đáng ngạc nhiên Tiền Hằng nghe thấy và bình luận rằng chỉ những người có hiệu suất thấp mới thức khuya và nỗ lực không hiệu quả. Tiền Hằng rõ ràng rất tránh né chủ đề làm việc thêm giờ vào ban đêm. Tiền Hằng lo lắng rằng nhân viên dưới quyền sẽ phát hiện ra chứng mất ngủ của mình. Do đó khi anh lại xuất hiện tại công ty vào giữa đêm và vô tình đánh thức Thành Giao, cả hai đều cảm thấy bất ngờ và xấu hổ khi nhìn thấy nhau. Mặc dù Thành Giao cố gắng giấu giếm việc cô đang ngủ ở công ty nhưng những dấu hiệu nhỏ đã khiến Tiền Hằng nghi ngờ. Trong một đêm khác không ngủ, Tiền Hằng đi thẳng đến phòng lưu trữ của công ty và bắt gặp Thành Giao đang ngủ say.
Anh hỏi cô tại sao lại ở đó, Thành Giao giải thích với Tiền Hằng rằng cô đã không tìm được chỗ ở sau khi anh đuổi cô ra khỏi nhà, nên cô quyết định tạm thời ở lại công ty trong vài ngày. Sau đó Thành Giao hỏi liệu anh có cho phép cô ở lại công ty thêm vài ngày nữa không cho đến khi cô tìm được nhà mới để chuyển đến. Tiền Hằng đồng ý nhưng anh rất tò mò về việc làm thế nào Thành Giao có thể ngủ ngon trong một môi trường khó chịu như vậy. Thành Giao đáp lại rằng cô có thể dễ dàng ngủ ngay khi nhắm mắt và còn định minh họa ngay lúc đó khiến Tiền Hằng ghen tị và đuổi cô đi. Người đàn ông này Tiền Hằng bị ám ảnh bởi chứng mất ngủ. Anh ta đã thử mọi phương pháp cả khoa học lẫn không khoa học nhưng vẫn không thể ngủ được suốt đêm. Một ngày nọ anh quyết định cho phép một nữ nhân viên công ty Thành Giao ở lại. Anh phát hiện ra rằng tiếng ồn do cô tạo ra lại khiến anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và cuối cùng ngủ ngon lành. Anh tự hỏi liệu anh có ngủ được vì sự xuất hiện Thành Giao hay không. Trước đó Tiền Hằng đã giao cho Thành Giao tham gia một vụ án ly hôn để làm rõ vấn đề phân chia tài sản. Thành Giao đã phải đến cơ quan quản lý thị trường trong cơn mưa để kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp của chồng khách hàng. Khi cô trở về, quần áo ướt sũng và công ty lại đúng lúc mất nước và điện khiến cô không thể thay quần áo. Do đó Tiền Hằng đã đồng ý cho cô mượn phòng tắm trong nửa giờ. Sau khi tắm, Thành Giao quyết định vào bếp nấu món ăn khuya thay cho lời cảm ơn. Cô vừa làm việc vừa hát. Ban đầu Tiền Hằng hơi khó chịu với tiếng ồn mà Thành Giao tạo ra trong khi nấu ăn, nhưng sau đó anh dần cảm thấy buồn ngủ và cuối cùng đã ngủ một giấc dài đến tận sáng. Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy món ăn trên bàn và Thành Giao đang ngủ trên ghế sofa. Khi cô tỉnh dậy, cô đã thực hiện một hành động tỏ lòng kính trọng với Tiền Hằng nhưng anh nói rằng việc cô cúi đầu không thay đổi được gì. Thành Giao vội vã giải thích rằng cô chỉ định nấu một bữa ăn cho anh nhưng khi cô đến cửa thì nghe thấy tiếng gáy của anh. Cô dự định chỉ ngồi nghỉ trên ghế sofa một lúc rồi gọi anh dậy nhưng do không gian ấm cúng và tiếng mưa bên ngoài quá chill nên cô đã ngủ. Tiền Hằng lập tức chú ý đến điểm này và quyết định rằng tiếng mưa là yếu tố giúp anh ngủ ngon. Đó là một hiện tượng khoa học và quyết định rằng chắc chắn không phải do Thành Giao. Tuy nhiên vào đêm hôm đó, khi Tiền Hằng sử dụng điện thoại để phát tiếng mưa giúp ngủ, anh lại phát hiện ra mình không thể ngủ được. Trong một nỗ lực tìm lại giấc ngủ, Tiền Hằng bắt đầu mô phỏng tiếng cắt rau và tiếng chảo nấu ăn. Anh thậm chí còn gọi một người giúp việc từ công ty dịch vụ gia đình đến làm món ăn khuya cho mình và đặc biệt yêu cầu người đó làm ồn hơn. Tuy nhiên sau nhiều lần như vậy, người giúp việc đã cảm thấy phiền phức và bực bội với anh. Người giúp việc nói anh ta có bệnh thì hãy đi chữa, đừng làm phiền người khác vào giữa đêm như thế này. Sau khi người giúp việc rời đi, Tiền Hằng thử dùng thuốc ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh quyết định mang theo thuốc cảm đến công ty để chăm sóc Thành Giao. Nhưng anh lại bất ngờ thấy Thành Giao đang ngủ trên quầy thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi. Anh tức giận bước vào và đánh thức cô. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, nhận ra rằng mình đang rất vô tri nên vội mua một gói kẹo cao su để che đậy sự xấu hổ của mình. Khi trở lại công ty và thấy Thành Giao ngủ ở quầy lễ tân, anh ngay lập tức nghĩ đó cũng là một ảo giác khi thực sự gặp Thành Giao. Anh đã nhận ra quyết định sai lầm, đây là Thành Giao thật sự. Anh nhanh chóng thoát khỏi sự quê bằng cách đưa thuốc cho cô, rồi nói đừng truyền bệnh ở văn phòng. Thành Giao nghĩ rằng Tiền Hằng có lòng tốt và cảm thấy hơi xúc động nên quyết định nấu mì gói để cảm ơn. Tuy nhiên Tiền Hằng từ chối lời đề nghị của cô nên cô quyết định nấu cho mình. Trong lúc chờ đợi, cô lại bắt đầu hát bài hát du ngủ khiến Tiền Hằng lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng cả hai đều đạt được một tình huống đỉnh cao, danh vọng một người ngủ ngon và người kia cũng ngon ngủ. Ngày hôm sau, Tiền Hằng hoàn toàn tin tưởng vào điều mà anh cho là mê tín và đã mời Thành Giao trở lại làm việc. Anh nghĩ Thành Giao không có tài năng làm luật sư và mời cô phù hợp hơn với vai trò trợ lý, cuộc sống và lương vẫn sẽ được trả đầy đủ. Cô có thể chuyển về ở lại. Thành Giao suy nghĩ, tất nhiên không chịu đùa cái gì chứ, ai cũng biết làm luật sư mới có tương lai. Nhưng Tiền Hằng với uy quyền của một ông chủ không cho cô cơ hội từ chối, tự ý chuyển đồ đạc của cô về nhà mình. Tiền Hằng thuê cô cứ như là ba trong một, khi anh vừa có một nhân viên, một người giúp việc trong nhà và một thiết bị hỗ trợ ngủ. Anh ta mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, chỉ khi có Thành Giao bên cạnh mới có thể ngủ yên dù ở nhà hay công ty cũng vậy. Nhân viên thấy cũng cảm thấy sốc, thật là một cảnh tượng ngàn năm có một. Tiền Hằng chiến binh lục giác, thật không ngờ lại ngủ gật trong văn phòng, đám đông liền xôn xao chụp lại cảnh huy hoàng này. Người cũng bất ngờ không kém là Ngô Quân. Anh không nghĩ người bạn thân của mình Tiền Hằng thường xuyên mất ngủ hôm nay lại có thể ngủ ngon lành như vậy tại công ty. Ngô Quân không khỏi tò mò cuối cùng là ai, một thiên tài nào đó đã chữa được chứng mất ngủ của Tiền Hằng. Tiền Hằng không chỉ câu trả lời mà còn cáo buộc đối phương thuê Thành Giao làm trợ lý cá nhân cho mình là có ý đồ khác. Mục đích thực sự là nhằm vào chị gái của Thành Giao là Thành Tích. Hóa ra Ngô Quân từ thời đại học đã thích Thành Tích, khi đó anh theo đuổi cô, không ngờ rằng trong khi người khác vẫn còn sức lực anh lại ngất xỉu trên đường. Tiền Hằng chỉ trích rằng sau khi thất bại trong việc theo đuổi Thành Tích thời đại học, Ngô Quân đã tức giận và đi khắp nơi làm chap boy và giờ muốn quay lại với người cũ. Ngô Quân không phủ nhận nhưng vẫn cố gắng nói lời tốt cho Thành Giao. Anh khuyên Tiền Hằng nên cho cô thêm thời gian và kiên nhẫn để phát triển. Thành Giao từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy anh ta rất có sức hút. Cô không thể ngờ được rằng Ngô Quân của công ty luật Quân Hằng lại có tính cách khác biệt lớn so với Tiền Hằng. Tiền Hằng luôn nghiêm túc và ít nói, trong khi Ngô Quân thường xuyên nở nụ cười tỏa nắng. Tất cả nhân viên trong công ty gặp anh đều cảm thấy như được hưởng không khí mùa xuân rất dễ chịu. Ngô Quân người luôn nói rằng mình chỉ quan tâm đến công việc, ngay lập tức đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng cho ba nhân viên mới với cái cớ muốn Thành Giao mời chị gái cô cùng tham dự. Vì thế Thành Giao, người vừa mới chuyển đến nhà Tiền Hằng sau khi giúp thông cống, đã vội vã thay đồ để tham dự buổi tiệc chào đón. Khi Ngô Quân nhìn thấy cô, anh đã hỏi ngay liệu chị gái cô Thành Tích có đến không. Khi biết rằng chị gái cô không thể đến, anh không hề thất vọng, ngược lại còn tìm cách xin thông tin liên lạc của Thành Tích. Sau đó đã kết bạn thành công với cô trên mạng xã hội, rời đi với niềm vui mãn nguyện và đồng nghiệp Bao Duệ giới thiệu cho Thành Giao. Anh đã mời hai chàng trai độc thân vàng từ các công ty luật khác, khuyên cô nên chấp cơ hội khi có thể.
Đồng nghiệp Phi Vũ nghe thấy liền không hài lòng, sao cậu không giới thiệu cho tôi chứ? Tôi chỉ giới thiệu những chàng trai độc thân lâu năm. Trong khi đó Tiền Hằng ở nhà không ngủ được rối rắm khi đường ống nước lại bị tắc, yêu cầu Thành Giao trở về thông cống gấp. Tuy nhiên Thành Giao không muốn phục vụ anh nữa, tại sao tôi phải làm mà không được trả thêm tiền? Do đó cô khuyên anh tìm chủ nhà hoặc quản lý tòa nhà. Tiền Hằng rất không hài lòng sau khi thấy dòng trạng thái của cô trên mạng xã hội. Anh người không bao giờ tham dự tiệc tùng lần đầu tiên đã đến dự. Không ngờ anh lại nghe thấy tin có người muốn cướp đi cỗ máy giúp đánh một giấc đến sáng của mình. Lúc này Tiền Hằng tình cờ bắt gặp và ngay lập tức nhắm vào điểm yếu của đối phương, chỉ trích các vụ án thua kiện của họ. Sau đó anh ta lại lợi dụng trò chơi sự thật hay thách thức để bịp, khiến chai rượu lần lượt chỉ về phía người muốn đào mỏ rồi đặt các câu hỏi về điều khoản pháp luật. Đối phương không nhớ được chỉ có thể lấy ra 50.000 nhân dân tệ cho lần họp mặt kế tiếp. Sau nhiều lần như vậy, người muốn đào mỏ là Lý Thanh Hiên đã mất hết tiền mặt phải xấu hổ bỏ chạy. Mục tiêu tiếp theo là Thành Giao, Tiền Hằng lại một lần nữa sử dụng mưu kế để cô trở thành người trả lời câu hỏi. Và cứ hỏi là ba điều khoản yêu cầu Thành Giao học thuộc lòng bộ luật dân sự. Cô không thể nhớ nổi, Thành Giao cũng chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Sau đó cô vội vàng uống rượu say để tránh bị nhắm vào nữa, nhưng không ngờ đối phương lại có kế hoạch phụ. Đồng nghiệp thấy Thành Giao say xỉn định đưa cô về nhưng Tiền Hằng nói hãy để anh làm. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh đã đưa cô lên xe của mình, nhưng anh quên mất rằng người say rượu dễ nôn mửa. Thấy Thành Giao nôn khắp người, anh không chỉ buồn vì quần áo bị dơ mà còn vì xe của mình bị hại. Vì thế anh lập tức đưa cô ra khỏi xe và ném vào thùng carton bên đường, rồi lấy điện thoại ra quay phim làm bằng chứng đương sự. Thành Giao có cần Tiền Hằng cung cấp dịch vụ hỗ trợ không, nếu cần thì cần phải trả phí dịch vụ cho Tiền Hằng. Sự việc có đúng như vậy không? Trong tình trạng say xỉn, Thành Giao làm dấu ký hiệu kéo, vô tình tự đẩy mình vào cái bẫy lớn của Tiền Hằng. Để đưa cô về nhà, Tiền Hằng đã trả 50 cho nhân viên giao hàng để giúp đỡ, nhưng ngay lập tức lại đòi cô trả 2 triệu tiền cước. Lúc này Thành Giao hoàn toàn không thể giao tiếp, thậm chí không thể đứng dậy. Tiền Hằng nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ cô, và những tình huống bất ngờ luôn đến vào lúc cần thiết. Thành Giao than thở, một cô gái xinh đẹp, 10 điểm sắc đẹp, 9 điểm dịu dàng đáng yêu như vậy mà trong mắt anh chỉ có việc thông cống à? Trong tình trạng không tỉnh táo, Thành Giao không biết mình sẽ phải chịu hậu quả gì, chỉ biết rằng ông chủ hiện tại trông có vẻ rất đẹp trai, thậm chí nghi ngờ anh ta phải đã phẫu thuật thẩm mỹ vì quá giàu. Tiền Hằng tức giận đến mức lật cô sang một bên vì dám chê nhan sắc bún riêu của anh. Ngày hôm sau khi Thành Giao tỉnh dậy, cô thấy anh ta ngồi đợi mình và đã chuẩn bị sẵn một danh sách nợ. Thành Giao hoàn toàn bất ngờ, cái này hoàn toàn là nằm trước miệng cọp. Cô chỉ là một luật sư mới vào nghề, không phải đối thủ của vị luật sư già dơ trong giới. Đặc biệt là khi anh ta đưa ra một khoản phí vận chuyển, nói rằng anh ta đã đặt cô vào hộp giao hàng và lấy ra mất 2 phút. Theo mức lương theo giờ vào ban đêm của anh, 1 phút tính 1.000. Thành Giao không thể phản bác, chỉ có thể yêu cầu anh cho phép trả góp. Tiền Hằng tất nhiên không đồng ý, anh ta lấy ra 2 bản hợp đồng thuê chung nhà bắt cô trở thành người giúp việc trong nhà. Nhưng rất nhanh anh ta cảm thấy bất tiện khi sống chung, vừa mở cửa tủ lạnh anh ta suýt nữa bị mùi sầu riêng cô mua làm nôn mửa. Sau đó lại phát hiện cô không thể giúp anh ngủ được nên anh ta lại nghĩ cách đuổi cô đi. Anh bắt đầu hỏi người bạn thân của mình với lý do mình có một người bạn. Anh ta từng sống chung nhà với người khác, thấy người đó ồn ào nên đã đuổi họ đi bây giờ vì một số lý do. Anh giờ lại mời người đó quay trở lại nhưng lại phát hiện ra không phải vì lý do đó và anh lại muốn đuổi người kia đi. Ngô Quân giải thích người đó không bình thường và hãy tránh xa bạn như vậy đi, người như thế không đáng tin, rất là phiền toái. Ngô Quân nhận ra người bạn mà anh ta nói chính là bản thân mình nên đã chỉ trích anh ta, khiến mặt anh ta mất quyền kiểm soát, đồng thời làm tan biến ý định đuổi Thành Giao đi. Còn Ngô Quân thì đi ăn cơm với Thành Tích. Hai người đã lâu không gặp, lần này khi lại nhìn thấy người tình không thành của mình, anh ta vẫn ngẩn ngơ như người mộng mơ, tâm trí hoàn toàn dành cho đối phương. Anh cầm ly rượu trắng lên không nhìn mà uống một hơi cạn. Anh nói với Thành Tích, bây giờ anh làm ở công ty luật, em cân nhắc xem đến làm với anh đi, chúng ta cùng nhau làm ăn. Nhưng Thành Tích để che đậy sự xấu hổ vì đã thất bại trong việc một đời chồng. Ngô Quân uống thêm vài ly rượu và quả nhiên như anh ta nghĩ, danh tiếng của Thành Tích thực sự bị chồng cũ bôi nhọ. Không lâu sau, Ngô Quân say khướt được đưa về nhà, miệng lải nhải về những điều hối tiếc của mình. Anh hối tiếc về ngày đó, hôm đó lúc chạy bộ nếu trời không quá nóng anh không ngất đi. Anh đã tỏ tình với cô đã thì cái tên ngốc nghếch chồng cũ của cô không có cơ hội, và để hắn hành hạ cô. Trong cơn say anh vẫn muốn bảo vệ Thành Tích, theo bản năng say của mình anh liền hôn nhẹ môi ả ta rồi không ngờ lại ngủ tiếp đi. Khi thức dậy, dù không nhớ chuyện đêm qua nhưng thấy một sợi tóc dài trên gối bên cạnh. Trong lòng anh ta vui mừng vô cùng, nhưng khi quay đầu nhìn thấy tờ tiền màu đỏ trên bàn, anh ta hoàn toàn bối rối. Ngô Quân với vẻ mặt ngơ ngác hỏi Tiền Hằng ý của cô ấy là gì. Tiền Hằng cũng không ngờ rằng lại có chuyện như thế xảy ra, anh ta chỉ cười sảng khoái. Ngô Quân tìm anh để xin ý kiến chứ không phải anh mang chuyện đó ra làm trò đùa. Hai người cứ thế công khai đùa giỡn trong văn phòng, và Thành Giao nhìn qua kính lập tức nghĩ họ có mối quan hệ đặc biệt. May mắn là đồng nghiệp giải thích cho cô hai người họ luôn như vậy, không liên quan đến tình yêu. Ánh mắt kỳ lạ của Thành Giao mới trở lại bình thường, tuy nhiên vào buổi tối Tiền Hằng lại mất ngủ và sử dụng ý tưởng của Ngô Quân. Không ngờ anh ta cứ ngồi mãi mà vẫn không thấy buồn ngủ. Thành Giao thấy anh vào nhà vệ sinh lâu đến thế, ánh mắt hoài nghi nhân sinh lại xuất hiện. Khi Tiền Hằng lại vào nhà vệ sinh, anh phát hiện ra bồn cầu và tường đều thay đổi, tức giận hỏi cô ý định là gì. Thành Giao thấy anh ở trong đó khá lâu nên cô đã sắp xếp cho anh một tấm thảm bồn cầu mềm mại, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Rồi cô lấy ra lọ thuốc nhập khẩu mà cô nhờ người mua hộ, rất hiệu quả trong việc điều trị táo bón. Tiền Hằng ngạc nhiên khi bị hiểu lầm rồi cay cú bỏ đi. Trong Thành Giao nấu đồ ăn khuya, miệng vẫn hát nhạc du dương. Tiền Hằng đang bị chứng mất ngủ nghe thấy bắt đầu ngáp.
Lúc này anh ta cuối cùng nhận ra mỗi lần mình ngủ được đều nghe thấy tiếng hát của cô, vì thế anh vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Anh yêu cầu Thành Giao hãy hát vững giai điệu này, sau nửa tiếng khi anh đọc xong tài liệu này thì cô hãy hát tiếp. Nhưng Thành Giao cần nhanh chóng nấu xong để xem tài liệu của Sở Giám sát Thị trường. Dù cảm thấy ông chủ có chút kỳ lạ nhưng Thành Giao vẫn làm theo ý anh. Nửa tiếng sau khi nghe thấy tiếng gọi của anh, cô lại bắt đầu nấu và hát tò te tí te, và Tiền Hằng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh ta không lâu sau lại tỉnh giấc vì đói bụng, vì vậy món ăn mà Thành Giao nấu đã lần đầu tiên được anh ăn. Điều này khiến cho định luật anh một lần nữa được thay đổi. Ngày hôm sau, Tiền Hằng yêu cầu Thành Giao 11 giờ tối mới được nấu đồ ăn khuya, ăn ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh. Từ nay về sau bữa tối Thành Giao sẽ lo. Ban đầu Thành Giao không mấy hào hứng, nhưng khi nghe nói rằng cứ mỗi bữa ăn cô được hỏi hai câu hỏi liên quan đến pháp luật, cô liền vui vẻ đồng ý. Chỉ có điều Tiền Hằng nói là cô không được hát khi nấu bữa tối nhưng khi nấu đồ ăn khuya thì phải hát, khiến Thành Giao cảm thấy kỳ lạ. Về nhà, Thành Giao nhanh chóng nấu ăn và tận dụng thời gian ăn cơm để nói chuyện với đối phương về vụ ly hôn của ngôi sao Bạch Tinh Manh. Đây là vụ án đầu tay của cô sau khi gia nhập công ty luật Quân Hằng, và cô rất muốn có một khởi đầu tốt. Hơn nữa Bạch Tinh Manh là thần tượng của cô, vì vậy cô rất muốn giành lấy quyền lợi xứng đáng cho Bạch Tinh Manh. Tuy nhiên khi Tiền Hằng nghe Thành Giao nói Bạch Tinh Manh tốt như vậy, anh ta liền thay đổi sắc mặt và yêu cầu cô giữ khoảng cách với đương sự, bởi vì một luật sư xuất sắc không thể để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Họ phải đứng về phía đương sự để giành quyền lợi chứ không phải bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Hai người có quan điểm hoàn toàn khác nhau về vấn đề này. Một người lý trí, một người cảm tính, và sớm xảy ra tranh cãi. Ai cũng có ý nghĩ của riêng của mình. Mặt khác, Ngô Quân dự định mời Thành Tích đi ăn cuối tuần, đồng thời hỏi về ý nghĩa của việc cô để lại 500 đồng nhưng không ngờ cô lại nói mình có hẹn với em gái. Ngô Quân nảy ra ý tưởng và nhắm vào Tiền Hằng, dù sao thì anh em cũng dễ lừa nhau. Vì thế, anh ta nói với Tiền Hằng rằng Hiệp hội Luật sư có một sự kiện cuối tuần và nó rất hữu ích cho việc tuyển chọn giải cán cân vàng liên quan đến xây dựng tinh thần của luật sư trẻ. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh rằng phải mang theo Thành Giao. Kết quả khi Tiền Hằng đưa Thành Giao đến hiện trường, anh mới nhận ra mình bị lừa. Xây dựng tinh thần gì mà chẳng qua là một buổi hẹn hò cho luật sư mà thôi. Tiền Hằng chưa từng thua cuộc lại bị bạn thân lừa đến buổi hẹn hò, không ngờ ngay khi mở miệng đã làm nữ khách mời nín họng. Anh liên tục trả lời bất ổn từ những câu hỏi của những luật sư nữ. Ngô Quân, người đã lừa anh, không nhịn được gọi điện trách móc anh. Vì ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty luật, do thái độ lạnh lùng của anh, không ai muốn tham gia vòng hai chơi chèo thuyền với anh. Có hai người đàn ông quan tâm đến Thành Giao nhưng Tiền Hằng lại dùng quyền lực của mình ép cô phải tham gia cùng anh. Kết quả là mọi người đều là đàn ông chèo thuyền, chỉ có Thành Giao phận nữ nhân yêu kiều xinh xắn lại đang vất vả làm việc nặng nhọc. Tiền Hằng lại phấn khởi nói rằng anh ta luôn muốn trải nghiệm cảm giác thua kiện nhưng luôn thắng, nên muốn dùng thua cuộc chèo thuyền để thay thế. Vì vậy Thành Giao không để anh ta thành công, nỗ lực chèo mạnh đến mức cả mái chèo cũng bị cô làm rơi ra. Khi thấy Thành Giao vì muốn lấy chèo mà sắp ngã, Tiền Hằng đến giúp, vô tình tự mình ngã xuống sông. Thành Giao vội vàng xuống nước cứu người, cả hai ướt hết cả quần áo. Trong khi đó Ngô Quân thành công trong việc gặp gỡ Thành Tích tại công viên giải trí. Anh ta mặc dù sợ hãi vẫn cùng cô vào nhà ma. Khi ra khỏi nhà ma, anh ta hoàn toàn sững sờ và mất một lúc lâu mới quay lại bình thường sau khi được Thành Tích gọi. Nhưng danh tiếng của Ngô Quân đã làm Thành Tích nghi ngờ rằng anh ta sử dụng chiêu trò này để tán tỉnh các cô gái. Ngô Quân phải mất một hồi giải thích mới làm rõ rằng mình là một good boy chứ không phải cờ đỏ. Anh ta định hỏi cô về 500 đồng cô để lại trước đó là ý gì. Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiền Hằng yêu cầu anh chuẩn bị hai bộ quần áo, một nam một nữ gửi đến một khách sạn nào đó. Ngô Quân lập tức kinh ngạc, cái gì mà quần áo nữ? Anh nhanh chóng xin lỗi Thành Tích và rời đi trước sự uy hiếp của Tiền Hằng. Sau khi biết nguyên nhân thực sự và gửi quần áo, Ngô Quân vừa đi vừa chửi trời chửi đất. Vào buổi tối, Thành Giao kiểm tra dự án của công ty luật, phát hiện một vụ án chỉ có giá trị 5 triệu, người ủy thác là một bác sĩ tâm lý. Người đại diện là Tiền Hằng và đã xuất hiện đúng hẹn nhưng anh ta không bao giờ nhận các vụ án dưới 10 triệu. Thành Giao cảm thấy có vấn đề và gọi điện cho đối phương. Không ngờ người đối diện biết cô là trợ lý của Tiền Hằng thì bắt đầu mắng mỏ không hợp tác điều trị. Anh ta bị bệnh này tôi không thể giúp được, bảo ông chủ của bạn tự lo lấy mình đi. Nhớ lại những hành động kỳ quặc của Tiền Hằng, Thành Giao cuối cùng hiểu ra mọi thứ, nhận ra rằng bản thân mình khi hát du lại được coi như là thuốc chữa bệnh. Đúng lúc này Tiền Hằng bất ngờ yêu cầu tối nay không nấu đồ ăn khuya vì anh còn phải xem tài liệu. Thành Giao lập tức cười tủm tỉm chạy vào bếp nấu ăn và hát. Sau khi nấu xong, cô còn tự hào thử thách một chút. Cô lấy lý do mang đồ ăn vào để kiểm tra, phát hiện ra sếp thực sự đã ngủ mất. Tiền Hằng thức dậy khi trời đã sáng, tất cả mọi chuyện là do Thành Giao mà nên. Hôm qua anh thức để làm việc thì đã bị Thành Giao cho vào giấc ngủ say nồng. Thành Giao được chị gái nhờ chăm sóc chó cưng trong vài ngày. Cô không ngờ rằng bạn cùng phòng là sếp của mình lại đưa ra lựa chọn khó khăn, hoặc là cô hoặc là chó. Cô nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao sếp lại khó gần đến vậy. Anh ta cao to 1m92, mái lãng tử nhưng lại sợ hãi khi nhìn thấy chó, không dám động đậy. Mặc dù Thành Giao liên tục nài nỉ giải thích rằng chị gái mình đi công tác và cô chỉ giúp chăm sóc chó trong vài ngày, nhưng Tiền Hằng vẫn không đồng ý. Nhưng cuối cùng Thành Giao đã sử dụng chức năng máy hỗ trợ ngủ của mình để thuyết phục Tiền Hằng. Anh ta suy nghĩ một hồi lâu và cuối cùng đồng ý, nhưng yêu cầu không cho chó vào phòng khách. Thành Giao đồng ý. Ngày hôm sau, chồng của Bạch Tinh Manh là Từ Tuấn cùng luật sư đại diện Cố Bắc Thanh đến thương lượng việc hòa giải. Thành Giao có vẻ như quen biết cô Bắc Thanh từ trước. Tiền Hằng thấy những cử chỉ nhỏ của cô, mặc dù không nói gì trước mặt, nhưng sau khi từ chối hòa giải, anh ta đã cảnh cáo cô không nên vì có mối quan hệ cá nhân tốt với luật sư đối phương mà làm việc không chuyên nghiệp. Thái độ ve vãn của cô anh ta đều thấy. Thành Giao vội vàng giải thích nói rằng cô Bắc Thanh là đàn anh học trên của cô.
cô vượt qua kỳ thi tư pháp cũng nhờ sự hướng dẫn của anh ta, không phải như anh ta nghĩ. Cô hứa sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng khi Tiền Hằng đi công tác ngoài thành phố, Thành Giao đã tiếp đón Bạch Tinh Manh, người đã đến thăm và yêu cầu cô giúp đỡ. Thành Giao biết rằng việc giao tiếp trực tiếp với bên ngoài không phải là trách nhiệm của mình, nhưng vì lòng tốt cô đã đồng ý giúp Bạch Tinh Manh chặn lại Từ Tuấn, người đã liên tục quấy rối cô. Bạch Tinh Manh đã kể lể một cách đáng thương, nói rằng Từ Tuấn biết cô không đồng ý hòa giải nên đã sai người đến nhà đe dọa cô, và cô lại không dám báo cảnh sát. Trước đây chỉ cần làm không vừa lòng Từ Tuấn một chút anh ta sẽ phát điên. Bạch Tinh Manh đã trải qua nhiều đau khổ mới vượt qua được bóng tối này. Vì thế khi Từ Tuấn cầu xin Thành Giao cho anh ta gặp Bạch Tinh Manh một lần, Thành Giao đã bảo anh ta quay về. Suy nghĩ về sai lầm của mình, Từ Tuấn tỏ ra rất khó chịu. Công ty của anh ta đang chuẩn bị niêm yết, nếu xảy ra vụ kiện này sẽ ảnh hưởng lớn. Với vẻ mặt không tốt, anh ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ốc phía sau. Tối hôm đó, Từ Tuấn được phát hiện đã nhảy lầu chấm dứt đời mình. Thành Giao thấy tin tức liên quan đến vụ việc này thì hoàn toàn không khỏe, nhất là khi đến công ty và thấy Bạch Tinh Manh tổ chức họp báo. Luật sư mới của cô ấy Đặng Minh cho biết Bạch Tinh Manh có ý định hòa giải, nhưng đã giao toàn bộ việc liên lạc cho các luật sư chuyên nghiệp của công ty luật sư Quân Hằng. Do luật sư không thông báo kịp thời nên Bạch Tinh Manh không biết về yêu cầu hòa giải của Từ Tuấn. Bạch Tinh Manh giờ đổ hết trách nhiệm lên Quân Hằng, chắc chắn đó là chiến lược do Đặng Minh đề ra. Đối với văn phòng luật Quân Hằng, cô sẽ chấm dứt hợp đồng đại diện theo luật định, cùng đó là giao toàn bộ vấn đề pháp lý sau này cho văn phòng luật Đức Uy do chính tôi đại diện. Cô ấy là một luật sư mới vào nghề nhờ mối quan hệ của chị gái mình mà được vào làm trợ lý cho sếp tại một văn phòng luật hàng đầu. Cô không ngờ rằng vì xử lý cảm xúc, tin tưởng lời kể của khách hàng mà làm hỏng vụ án đầu tiên của mình. Và cuối cùng cô vô tình cũng rơi vào tình trạng bị dư luận trên mạng chỉ trích đàm tếu. Thực tế nếu lúc đó em trai tôi và vợ cũ của anh ấy, Bạch Tinh Manh, có thể giao tiếp tốt thì vẫn còn khả năng hòa giải và bi kịch cũng không xảy ra. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi Thành Giao, một luật sư lớn, liệu bạn có cảm thấy đau lòng không? Kẻ sát hại người người luật sư xấu xa Thành Giao. Thành Giao bị đã kích từ dân cư mạng, nhưng điều cô không ngờ tới là khi cô đến tìm khách hàng để đòi lời giải thích, Tiền Hằng, người không bao giờ nể mặt ai, đột nhiên xuất hiện và lên tiếng bảo vệ danh dự của cô, thậm chí còn cảnh báo Đặng Minh không được dùng thủ đoạn nhỏ nhặt nữa. Sự đối đầu giữa hai luật sư ưu tú rất đáng xem. Bạch Tinh Manh dặn Đặng Minh không nên chọc giận Tiền Hằng, cô ấy không muốn làm phức tạp thêm chuyện, chỉ muốn thoát khỏi sự việc tự kết liễu đời của Từ Tuấn. Đặng Minh đã khiến cô yên lòng, cho biết mình còn có kế sách khác. Trong khi đó, Thành Giao thẳng thắn tự nhận mình quá ngốc để cho sếp mắng, nhưng không ngờ Tiền Hằng vẫn rất điềm đạm, cho rằng thời gian của mình quý giá, có thể dùng thời gian mắng cô để nhận thêm vài vụ án. Tuy nhiên sau đó anh ta lại nghi ngờ Thành Giao, liệu cô có vừa ăn tiền của nguyên đơn vừa ăn tiền của bị đơn không. Ví dụ cô thuyết phục Bạch Tinh Manh không gặp mặt, sau đó lại tiếp xúc với Từ Tuấn để yêu cầu tiền lợi ích, đồng ý nhận tiền để thúc đẩy cuộc gặp gỡ và hòa giải giữa hai bên. Đây là một kế hoạch hai bên cùng có lợi, chỉ tiếc là Từ Tuấn không chịu đựng nổi, chọn cách nhảy lầu. Thành Giao ngay lập tức lo lắng, Tiền Hằng chỉ đang cho cô biết về khả năng này để cô cảnh giác hơn. Làm luật sư cũng có rủi ro nghề nghiệp riêng, đại diện cho những người nào sẽ mang rủi ro và làm thế nào để giữ những rủi ro đó trong tầm kiểm soát, giữ lại chứng cứ trong quá trình đại diện cô là một luật sư. Cô càng nên biết ranh giới của pháp luật ở đâu, làm thế nào để vận hành mọi thứ an toàn nhất. Sếp không có chứng cứ, tại sao anh lại sẵn lòng giúp tôi? Tôi tin cô bởi vì trí thông minh cùng bộ não hơi phẳng của cô. Thành Giao cảm động chưa xiết thì Tiền Hằng cũng khiến cô yên lòng hơn. Anh khẳng định rằng trên thế giới này chưa có việc gì anh không giải quyết được. Thành Giao nấu một bữa ăn lớn để cảm ơn anh, chấp nhận tất cả ý kiến của anh, thậm chí Tiền Hằng chỉ nói một câu tôm càng có gai. Thành Giao đã tự nguyện giúp anh bóc vỏ tô và còn hỏi anh thích nghe bài hát nào, dù cô không biết cũng sẵn sàng học. Cô ấy thể hiện sự ngoan ngoãn và hiền dịu cùng với Tiền Hằng. Anh nói rằng anh chỉ thỉnh thoảng mất ngủ, không cần phải làm nhiều chuyện đến thế. Nhưng khi thấy cô ấy chân thành như vậy trong vụ việc này, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Không hề biết Tiền Hằng đã yêu cầu Thành Giao viết một bản kiểm điểm dài 10.000 từ. Khi viết, Thành Giao bất ngờ nghi ngờ rằng chính mình đã ngăn cản Từ Tuấn gặp Bạch Tinh Manh, từ đó khiến anh ta không còn lối thoát và tìm đến cái chết. Cô không khỏi cảm thấy buồn bã trong lòng với tình hình đó. Tiền Hằng đã gọi cô đến quán bar, đồng thời cũng mời luật sư đại diện của Từ Tuấn là Cố Bắc Thanh đến. Anh ta yêu cầu Bắc Thanh nói ra những gì mình biết về tình hình hôn nhân của Từ Tuấn, những điều cần bảo mật thì có thể không cần đề cập. Sau đó cô Bắc Thanh tiết lộ rằng Từ Tuấn mắc chứng trầm cảm nặng, nhưng Bạch Tinh Manh lại nói rằng nạn nhân là cô, vì Từ Tuấn thường xuyên chế giễu thậm chí bạo hành cô. Ở đây tôi có giấy chứng nhận Từ Tuấn mắc chứng trầm cảm cũng như hồ sơ trò chuyện giữa họ. Bạch Tinh Manh đã từng nói khi nào cô ấy là nạn nhân trong hôn nhân này. Sau cuộc họp cô ấy giữ tôi lại một mình trong phòng họp xác nhận chứng cứ lần đó. Quả thực là một diễn viên nổi tiếng sử dụng kỹ năng diễn xuất để đảo ngược đen trắng. Cô gái đến công ty buổi sáng và nhận được vài gói hàng từ dịch vụ giao hàng nhanh. Mặc dù cô không mua bất cứ thứ gì, cảm thấy rất kỳ lạ. Không mua đồ, chẳng lẽ có ai đang thầm yêu bạn, gửi qua bí mật cho bạn chăng? Cô bạn đồng nghiệp nói. Tuy nhiên khi cô mở gói hàng, mọi người mới kinh hoàng phát hiện ra đó là trò đùa ác ý. Mỗi lần mở một gói hàng cũng vậy, do đó đồng nghiệp của cô vội vàng yêu cầu cô không nên mở. Thêm nữa, và hai đồng nghiệp nam cũng định đem các gói hàng đi vứt bỏ, bởi họ đều đoán rằng đây là ai đó đang tấn công mạng vào Thành Giao. Dù cảm thấy hơi hoảng sợ, Thành Giao vẫn kiên quyết mở mỗi gói hàng. Cô quyết định học hỏi từ Tiền Hằng, khi Tiền Hằng mới bắt đầu nghề luật sư cũng từng bị tấn công mạng giống như cô. Nhưng anh chọn cách thu thập chứng cứ kiện những người tung tin đồn và những kẻ chửi bới trên mạng ra tòa. Nhờ những người này tặng cho Tiền Hằng hơn 600.000 tiền bồi thường, anh mới có vốn ban đầu cho việc kinh doanh.
Khi Thành Giao biết chuyện này, cô gần như ngưỡng mộ anh về bản thiết kế vĩ đại này. Quả không hổ danh người họ Tiền, có thể tận dụng mọi thứ để kiếm tiền. Ban đầu cô còn tự trách mình đã khiến Từ Tuấn chấm dứt đời anh ta. Nhưng khi biết anh ta mắc chứng trầm cảm, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn như Tiền Hằng đã nói. Cô thực sự nghĩ chỉ vài lời nặng nề từ cô có thể khiến một doanh nhân trẻ nhảy lầu sao? Cô quá đánh giá cao bản thân mình rồi. Mặc dù bên ngoài mọi người đều nói cô là khối u độc hại của ngành, thực ra tôi nghĩ trong lòng cô vẫn rất ấm áp, chỉ là miệng hơi độc thôi. Tiền Hằng cảm thấy không ổn làm sếp mà lại tức giận đến mức phải để nhân viên trả tiền. Thậm chí còn để Thành Giao, người có bằng lái nhưng chưa từng lái xe trên đường, làm tài xế, khiến cô sợ hãi đến nỗi không dám mơ màng. Tiền Hằng nghĩ rằng mình thật sai lầm khi đưa cô ấy lái xe, đây chính là tự làm tự chịu chứ mà dám chịu. Ai bảo anh ta không gọi xe ôm công nghệ cơ chứ mà cứ nhất định phải để cô nàng mới vào nghề lái xe. Đến ngày hôm sau, Thành Giao sau khi nhận được những gói hàng đe dọa quyết định thu thập chúng lại để sau này dùng làm chứng cứ. Nhưng khi thấy bức ảnh chụp chung của mình và chị gái bị chỉnh sửa thành ảnh tang lễ, cô vẫn rất tức giận trong lòng. Đồng thời cô cũng lo lắng chị gái của mình sẽ bị liên lụy do mình. Vì thế cô vội vàng gọi điện thoại cho chị, không ngờ chị gái dù bị cộng đồng mỡng toxic nhưng vẫn hết lời an ủi cô, bảo cô nếu gặp khó khăn trong công việc thì phải nói với chị. Thành Tích vừa cúp máy lại nhận được cuộc gọi từ luật sư cũ. Đặng Minh, ban đầu cô không muốn nghe nhưng khi thấy mẹ chồng cũ muốn gặp mình, cô vẫn miễn cưỡng đồng ý, bởi vì mẹ chồng cũ đã đối xử rất tốt với cô. Bà chỉ mong cô và Minh Minh con trai bà sớm có con và có cơ hội được ôm cháu được rồi. Mẹ chuyện muốn có con đã nằm trong kế hoạch rồi, Đặng Minh nói với người mẹ già của mình. Dù anh đã ly hôn lâu như vậy mà vẫn giấu mẹ, anh không mệt sao? Mẹ tôi rất thích cô. Nhưng với tình trạng sức khỏe của bà, tôi sợ bà không chịu đựng nổi. Thành Giao bị tấn công mạng chắc là do anh phải không? Thành Tích khi ly hôn cũng từng bị tấn công mạng nên cô ấy hiểu rất rõ chuyện của em gái chắc chắn liên quan đến Đặng Minh. Và hắn ta như mọi khi vẫn phủ nhận việc này. Mặt khác, Ngô Quân và Tiền Hằng đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của Bạch Tinh Manh về việc cô ấy nói dối. Trước đó Tiền Hằng đã ghi âm cuộc trò chuyện với cô ấy, có thể chứng minh rằng cô ấy đã rõ ràng nói không bao giờ hòa giải. Vì vậy tuyên bố của cô ấy không phù hợp với sự thật, đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngô Quân. Tiền Hằng cũng dự định phát đi tuyên bố thông báo với mọi người rằng vụ án của Bạch Tinh Manh do anh chịu trách nhiệm và không liên quan đến các luật sư khác của Ngô Quân, nhằm loại bỏ Thành Giao khỏi vụ việc tấn công mạng. Ngô Quân lập tức bày tỏ lòng biết ơn nhưng không ngờ lại khiến Tiền Hằng nảy ra ý tưởng trả công anh bạn 50.000 đấy. Tôi làm việc giúp bạn mà tôi còn phải trả tiền sao? Tôi chỉ không muốn danh tiếng của Ngô Quân bị tổn thương. Thực ra việc sa thải Thành Giao cũng được. Chỉ cần nói Thành Giao tự ý hành động không liên quan đến Ngô Quân, tất cả chỉ là hiểu lầm, bạn chịu trách nhiệm một lần, tôi sẽ làm kẻ xấu. Bạn vừa có thể trên tòa đấu tranh với đối thủ tình cảm Đặng Minh, giúp Thành Tích giải tỏa cơn giận, vừa bảo vệ Thành Giao có thể khoe công trước mặt chị gái cô ấy. Tôi nhận của bạn 50.000 đã là giảm giá rồi. Việc tiền nong để sau đã, anh ấy là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật nổi tiếng trong giới. Luật sư với Thành Tích không thua lỗ, sở hữu quan điểm rất đúng đắn và chính trực, chỉ tiếc là anh ta có cái miệng hơi hỗn. Tiền Hằng thấy Thành Giao buồn bã vì bị tấn công mạng, anh ta tìm cớ đưa cô ấy đến siêu thị mua đồ ăn. Anh ngạo nghễ hỏi cô ấy thích ăn gì, sau đó nói một câu tình cờ, tất cả đều là những thứ tôi thích, thế là mỗi thứ lấy một ít và mọi thứ anh đây thanh toán. Kết quả khi về đến nhà, anh ta nói không muốn ăn nữa và bảo cô ấy vứt bỏ. Mặc dù tất cả đều mua bằng tiền, vứt đi thật lãng phí, vì thế để không lãng phí, Thành Giao tự mình ăn hết. Khi Tiền Hằng ra ngoài thấy cô ấy vừa ăn vừa khóc sướt mướt, không khỏi nghi ngờ về câu nói rằng ăn đồ ăn vật có thể làm tâm trạng tốt hơn. Nhưng không ngờ anh ta mới nói một câu, cảnh tượng cô kìm nén nước mắt trông rất xấu xí. Thành Giao không kiềm chế được mà bật khóc to, người khác đã buồn thế này rồi anh còn nói họ xấu này xấu nọ. Người bình thường lúc này sẽ giả vờ lịch sự nói một vài lời khen ngợi về vẻ đẹp đó mới là người bình thường. Không ngờ Tiền Hằng cũng biết mình không phải là người bình thường. Nhưng để không để cô buồn bã nữa, cuối cùng vẫn nói lời khen Thành Giao xinh đẹp một cách ngượng ngùng và bảo cô mang đồ ăn vặt về phòng mình. Sau đó anh ta yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng xử lý vụ việc tấn công mạng từ người hâm mộ của Bạch Tinh Manh và tự mình soạn thảo thông cáo luật sư cảnh báo những kẻ tung tin quá trớn. Ngày hôm sau khi Thành Giao đến công ty, cô nhìn thấy một loạt kẻ tấn công mạng công khai xin lỗi. Đồng nghiệp của cô còn làm một bài thơ về Tiền Hằng. Xã hội của tôi, ông chủ của tôi có thể quản lý mọi thứ, ai dám làm loạn đó là ăn gan báo kiện Bạch Tinh Manh. Tài liệu đã sẵn sàng, chiều nay nộp tòa án còn phải dựa vào Ngôi Quân. Vừa hay ông chủ tự mình xuất hiện, đây là vụ án ông chủ xử lý nhanh nhất mà tôi từng thấy. Thấy mọi người quan tâm đến mình, Thành Giao quyết định làm việc chăm chỉ để vượt qua. Tiền Hằng nhìn qua lại nghĩ cô vẫn đang buồn bã nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng mẫng để lập kế hoạch giảm căng thẳng. Thành Giao tội nghiệp bị sắp xếp làm một đống công việc lặt vặt, về nhà còn phải dọn dẹp phòng rất chi là bừa bộn, chú chó nhỏ được nuôi tại nhà trở thành người chịu trách nhiệm. Tiền Hằng nghĩ rằng đã hoàn thành hai kế hoạch, cảm thấy rất tự hào về bản thân. Ngay lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ ba. Thời gian Bắc Kinh lúc 9 giờ 12 phút sáng, Thành Giao đến muộn trễ hơn 5 phút, nhưng không quá 15 phút sẽ bị trừ khoản thưởng chuyên cần của tháng đó. Sớm đấy thời gian Bắc Kinh buổi sáng 9 giờ 16 phút, Bao Duệ đến trễ bị trừ tiền ăn của tháng đó. Cái chóa gì thế này, chúng ta ở đây không phải luôn một mắt nhắm một mắt mở với việc trễ sao? Ai cái ngốc nghếch nào nghĩ ra chính sách này vậy? Là tôi đây, người chồng đoàn mệnh à, nhầm, người chủ nơi này chính là người ngốc nghếch đó. Tiền ăn không có, công việc cũng có thể mất. Cô gái bị ép phải sống chung với sếp nam, không ngờ người kia lại làm rất tốt việc làm mình làm mấy. Mỗi ngày đều làm bừa bãi trong nhà, sau đó lại đổ lỗi cho chú chó được nuôi ở nhà. Con chó ngốc của cô lại bắt đầu phá nhà rồi. Tuy nhiên ai mà có rẻ vỏ chuối trên sàn nhà lại khiến Thành Giao nghi ngờ.
cuốn con bây giờ đã thông minh lắm sao, cả tự bóc vỏ chuối cũng biết. Tiền Hằng lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên, sử dụng cách nói ít làm nhiều, mau dọn dẹp đi để che giấu sự lo lắng của mình. Sau đó anh ta quay lại phòng hỏi cộng đồng Mẫng cái gì cũng biết mà biết điều là không biết. Tại sao sau khi sử dụng phương pháp của họ đối tượng lại càng không vui hơn, kết quả anh ta phát hiện mình đã bị bịp. Những kế hoạch trước đó hóa ra là sự châm biếm của cộng đồng Mẫng. Tiền Hằng cảm thấy không ổn, đặc biệt là khi có người trên đó nói rằng anh ta thích Thành Giao. Tiền Hằng tức giận tắt máy tính bảng, kiên quyết phản đối quan điểm của họ. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh ta vẫn quyết định nên giúp đối tác sống chung cải thiện tâm trạng. Vì thế với lời mời chạy 1 km giảm một ngày thử việc, anh ta mời Thành Giao đi chạy bộ khiến cô kiệt sức thở dốc, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Tiền Hằng. Thực sự không chịu nổi, chúng ta đã chạy được 10 phút rồi. Tiền Hằng hỏi cô tâm trạng có tốt hơn không, bảo cô đừng cố gắng quá sức. Thành Giao không khỏi nghi ngờ cho đến khi đối phương bày tỏ rằng mỗi người khi gặp phải thất bại đều cần một thời gian để vượt qua, không cần phải ẩn mình trong phòng và khóc lén. Cô mới sáng tỏ ra rằng những hành động kỳ cục của ông chủ thực sự là sự quan tâm đối với mình. Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động, nhưng vẫn nhanh chóng cảm ơn đối phương và thừa nhận rằng vụ án của Bạch Tinh Manh thực sự đã gây ra một cú sốc lớn cho cô. Tuy nhiên vết thương thì sẽ có ngày lành theo thời gian trôi qua. Bây giờ cô chỉ muốn làm việc chăm chỉ, hy vọng ông chủ sẽ cho cô một cơ hội khác để cô tiếp tục cống hiến tư duy chiến thuật đỉnh cao của mình và cố bù đắp cho lỗi lầm lần này, cố gắng không tái phạm lần nữa. Giờ tôi đã là người của anh phải bảo vệ tôi. Nhìn vào mắt đối phương, Tiền Hằng hoàn toàn sững sờ, đầu óc anh chỉ toàn là tôi là người của bạn. Cuối cùng để che giấu loại lo lắng khác của mình, anh ta thậm chí đã nói dối trắng trợn. Ánh mắt cô giống cún con quá, nhìn làm tôi khó chịu. Thành Giao ở đây mở lòng với anh lại bảo cô trông giống con chó. Cô nghe vậy tức giận muốn về nhà. Thành Giao mới nhận một vụ án hỗ trợ pháp lý và cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó lại bị sếp của mình cướp mất vụ án khiến cô ấy buồn bã. Trong ngành luật hầu hết các luật sư thường tránh những vụ án không có lợi ích. Nhưng tại văn phòng luật sư này lại có hai người đặc biệt tranh giành vụ án đó. Thành Giao mới bước vào nghề và cần những vụ án để luyện tập, còn người kia Ngô Quân lại có mục đích khác. Ngô Quân cuối cùng đã nghĩ ra cách để khiến Thành Tích gia nhập công ty luật Quân Hằng. Thành Tích hiện đang làm công tác hỗ trợ pháp lý, vậy nên công ty Quân Hằng quyết định cũng sẽ tham gia vào lĩnh vực này. Ngô Quân luôn nhớ về Thành Tích, người mà anh ta yêu mến, nhưng cô ấy đã từ chối tham gia công ty Quân Hằng nhiều lần vì không muốn làm việc cùng em gái mình và sợ danh tiếng xấu của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em gái. Tuy nhiên Ngô Quân không từ bỏ, vào một ngày anh đã kể cho Thành Tích nghe về việc Thành Giao bị công kích trên mạng. Câu chuyện tiếp tục khi Thành Tích đã xử lý xong mọi thứ và cô bày tỏ lòng cảm kích với anh ta. Không ngờ anh lại chớp lấy cơ hội để yêu cầu cô mời mình đi ăn. Thành Tích cũng vui vẻ đồng ý và bảo anh ta đến một khách sạn vào cuối tuần để gặp mình. Khi nghe từ khách sạn, Ngô Quân rất vui mừng, nghĩ rằng có thể sẽ xảy ra điều gì đó thú vị. Tuy nhiên khi anh ta đến khách sạn, Thành Tích lại yêu cầu anh ta vào bếp phụ giúp. Ngô Quân đi vào một cách ngơ ngác và không ngờ lại thấy Thành Tích đang gọt khoai tây. Anh ta hoảng sợ và hỏi cô làm sao lại đang làm việc ở bếp gọt khoai tây cho người khác và liệu cô có gặp rắc rối gì không. Thành Tích không khỏi bật cười trước sự hiểu lầm này và vội vàng giải thích. Cô đang nhận một vụ án hỗ trợ pháp lý và dì Châu người ủy thác vụ án đã đến để thảo luận về vụ án. Và cô chỉ giúp bà gọt một chút khoai tây mà thôi. Vậy là Ngô Quân cũng tự nguyện tham gia gọt khoai tây. Dì Châu người ủy thác vụ án ngay lập tức đưa ra lời khen ngợi, nhưng khi thấy cách anh ta gọt khoai tây bà không ngần ngại chỉ trích. Bà nói rằng dù Ngô Quân có vẻ ngoài lịch sự và ưa nhìn nhưng thực sự không thể gọt khoai tây một cách đàng hoàng. Bà nói bóng nói gió rằng nếu anh cưới vợ với những kỹ năng như vậy thì vợ anh ta sẽ phải chịu khổ. Thành Tích biết rằng Ngô Quân không giỏi việc này nên cô nhanh chóng chào tạm biệt dì Châu để tránh những rắc rối không cần thiết. Khi rời khách sạn, Ngô Quân dự định hỏi về một khoản tiền 500 đồng nhưng cuối cùng anh ta lại không thể mở lời. Thay vào đó chuyển sang một chủ đề khác, họ vui vẻ trò chuyện cưới nói mà không biết rằng phía xa xa, một phụ nữ trong xe hơi đã dùng máy ảnh chụp những khoảnh khắc đi cùng nhau của họ. Mà cô gái đó là cháu gái của Đặng Minh, cô ta bình luận rằng họ đã rời khách sạn cùng nhau, ám chỉ rằng có thể họ đang có một mối quan hệ tình cảm gian gian díu díu mập mờ như một tình yêu thứ hai đang phát triển nhanh chóng. Một người đàn ông phản bội vợ mình để có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Khi họ ly hôn, anh ta còn sử dụng thủ đoạn để làm xấu hình ảnh cô. Tuy nhiên khi mẹ chồng cũ của cô bị ốm, Thành Tích vẫn quên đi mối hận cũ với chồng mà đến thăm bà. Nhưng cô không còn thái độ tốt đẹp với người chồng cũ này nữa. Cô tỏ ra giận dữ và không giấu được sự khinh bỉ khi người chồng cũ đề nghị tái hôn. Thành Tích cảm thấy điều đó rất nực cười và suýt nữa đã phản ứng một cách thô bạo trước tên khốn này. Mặt khác, Tiền Hằng đang lo lắng vì không tìm được vụ án đơn giản nào để Thành Giao có thể luyện tập. Lúc này anh ta nhận được một cuộc điện thoại về một vụ ly hôn và con gái của người ủy thác tên là Đồng Mẫn muốn gặp mặt anh. Đồng Mẫn thích Tiền Hằng và cô đã bày tỏ tình cảm của mình: tôi thực sự rất thích anh. Anh còn trẻ, ở tuổi này anh không nên coi tình yêu là tất cả trong cuộc sống. Một người đàn ông tên là Đồng Sơn đang muốn ly hôn và vụ ly hôn của ông được giao cho Thành Giao xử lý. Đơn yêu cầu ly hôn khá đơn giản, ông ta chỉ muốn được ly hôn và không ngại việc phải chia thêm tiền cho vợ. Thành Giao rất coi trọng vụ án này và nhanh chóng liên lạc với Đồng Sơn để thảo luận về các chi tiết liên quan. Tuy Đồng Sơn tỏ ra là người đặt nặng tình cảm và đạo đức nhưng linh cảm người phụ nữ Thành Giao lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đồng Sơn giải thích rằng ông ta chọn ly hôn vì bị bệnh viêm loét dạ dày có nguy cơ biến chứng thành ung thư. Tuy nhiên Thành Giao nghĩ rằng ngay cả khi có nguy cơ biến chứng, bệnh vẫn có thể được kiểm soát. Thành Giao quyết định xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, ngạc nhiên phát hiện ra rằng tất cả bất động sản của Đồng Sơn đều nằm ở khu vực trung tâm thành phố, ngoại trừ một biệt thự độc lập ở vùng ngoại ô. Cô quyết định đi xem biệt thự này và phát hiện ra một điều bất ngờ.
Thành Giao xin lỗi ông Đồng Sơn vì đã xâm phạm đến quyền riêng tư của ông, nhưng cô giải thích rằng với tư cách là luật sư đại diện, cô cần phải hiểu rõ hơn về tình hình hôn nhân của ông. Thành Giao đang dắt chó đi dạo trong khu dân cư, không ngờ chỉ đường cho anh chàng giao hàng, chó đã ăn một thứ gì đó bên cạnh thùng rác. Cô thấy vậy liền hoảng hốt, nhưng không may lại làm lỏng dây dẫn, chú chó chạy mất, không may chạy đến bên Tiền Hằng. Cứ thế chuyện gì tới nó cũng tới, chú chó đã hôn Tiền Hằng. Để mà nói về sự tình này thì phải kể về 2 giờ trước khi Tiền Hằng vừa trở về khu dân cư. Anh được biết từ miệng bảo vệ rằng đã có sự cố sàm sỡ xảy ra trong khu vực. Mọi người hãy chú ý, nghi phạm vẫn chưa được xác định. Ban đầu anh không quá quan tâm, nhưng khi về đến nhà không thấy bóng dáng Thành Giao, nghĩ rằng cô ấy có thể đi dắt chó. Anh bình tĩnh trở về phòng làm việc, ai ngờ 2 giờ sau vẫn không thấy cô ấy trở về. Điện thoại cũng không liên lạc được. Anh không khỏi lo lắng, vội vàng tìm cho mình một lý do. Trong thời gian nhân viên và Tiền Hằng cùng thuê nhà, nếu xảy ra tai nạn cá nhân Tiền Hằng phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh. Mái tóc đen dài trông rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt cũng không phải là rất xinh đẹp, có lẽ chỉ xinh đẹp bình thường thôi. Ai tìm thấy cô ấy trước anh sẽ trả lương cho người đó 3 tháng. Tiền Hằng rất lo lắng đến mức hứa hẹn hậu hĩnh, nhưng không ngờ lòng tốt của một boy lạnh lùng lại bị thượng đế trao quả đắng. Thành Giao cảm thấy rất áy náy với Tiền Hằng sợ chó này. Tiền Hằng tức giận vô cùng, buộc Thành Giao phải giúp mình khử mùi cho đến khi cô ấy nói. Tiền Hằng lúc anh xông vào lúc này trông thật là đẹp trai. Không hiểu sao nghe lời khen dường như là hiển nhiên đỏ, cơn giận trong lòng anh ta bỗng nhiên tan biến hết. Ngày hôm sau Thành Giao không biết Tiền Hằng đã hết giận. Cô ấy đặc biệt làm một bàn sáng ăn thịnh soạn làm lời xin lỗi. Mặt khác Ngô Quân đã thuê một căn phòng ở tòa nhà văn phòng gần văn phòng luật sư. Quân Hằng dự định cho thành tích làm việc ở đây, còn mang theo vụ án trợ giúp pháp lý của Quân Hằng. Coi việc gặp Thành Giao như một lý do thuận lợi. Không ngờ đối phương lại sẵn lòng tiếp nhận vụ án trợ giúp pháp lý nhưng lại không chịu nhận văn phòng này. Bất đắc dĩ anh ta lại nghĩ ra một ý tưởng khác, làm trợ lý cho tôi thế nào. Thành Tích đồng ý, Ngô Quân bên kia liền cười như một kẻ ngốc. Sau đó Thành Tích tới gặp người ủy thác để hiểu rõ về vụ án. Không ngờ mới nói chuyện một lúc, chồng cũ Đặng Minh lại chạy tới quấy rối, mở lời là nói rằng anh ta quên mật khẩu kết sắt, cảm thấy nhà không có cô không được. Thành Tích dĩ nhiên biết anh ta đang nghĩ gì, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thay đổi, nếu trong lòng anh có tôi thì làm sao anh có thể quên được. Chúng ta đã ly hôn rồi, khách hàng lo lắng cô ấy gặp chuyện tìm cớ gọi cô ấy trở lại và mọi chuyện cũng kết thúc với không khí lắng đọng. Trong khi đó Thành Giao báo cáo tiến độ vụ án Đồng Sơn cho Tiền Hằng, thông báo rằng cô ấy phát hiện Đồng Sơn có người khác bên ngoài. Tiền Hằng chúc mừng cô ấy đã vượt qua thử thách, hóa ra anh ta rất hiểu biết về tính cách của Đồng Sơn, nghi ngờ từ khi nhận vụ án nên mới để cô ấy điều tra. Thành Giao cảm thấy rất hứng khởi, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức nỗ lực 100% chắc chắn có thể vượt qua. Không ngờ chỉ một ngày sau, Thành Giao đang nỗ lực hết mình thì nhận được tin xấu. Tiền Hằng bảo cô ấy không cần theo đuổi vụ án Đồng Sơn nữa, hóa ra khách hàng Đồng Sơn đã gặp tai nạn xe hơi vào sáng sớm nay. Người ta đã không còn nữa, vụ án ly hôn tự nhiên cũng biến mất theo mây khói. Là một luật sư liêm khiết, tôi muốn tiễn đưa anh ấy một đoạn cuối cùng. Vợ anh ta vội vàng tổ chức đám tang cho ông, là khách hàng đầu tiên của Tiền Hằng khi anh ta chưa có kinh nghiệm và danh tiếng. Đồng Sơn đã đưa ra sự hỗ trợ lớn lao nên anh ta luôn biết ơn. Sau khi tham dự đám tang, vợ Đồng Sơn đã mời Tiền Hằng ở lại kể lại quá khứ của mình và chồng. Cuối cùng mới nói ra mục đích của mình, hy vọng họ giúp che giấu việc Đồng Sơn kiện đòi ly hôn. Tiền Hằng nói không chút biểu cảm rằng luật sư đều có nghĩa vụ bảo mật, ngay cả khi hợp đồng đại diện hết hiệu lực, điều khoản bảo mật vẫn luôn tồn tại. Thành Giao cảm thấy Tiền Hằng này thật sự quá tuyệt tình. Nhưng Tiền Hằng chỉ nói rằng mình chỉ làm theo công việc và vợ Đồng Sơn cũng không giống như Thành Giao nói. Không biết những việc Đồng Sơn đã làm, thực ra cô ấy biết tất cả nỗi buồn là thật nhưng cũng có kế hoạch của riêng mình. Đó là lý do cô ấy vội vàng tổ chức đám tang cho chồng. Thành Giao bỗng nhiên hiểu ra, cảm thấy tính cách con người quá phức tạp và khó đoán. Vì vậy cô vợ ấy vội vàng hỏa táng thi thể muốn tránh việc phân chia tài sản. Như vậy bên kia không còn cách nào yêu cầu xét nghiệm ADN cho con nữa. Thành Giao cảm thấy sốc, không ngờ cô vừa mới cảm thấy thương cảm cho cô gái kia sau khi trở về Thành Giao cảm thấy hơi buồn. Tiền Hằng rất lo lắng về điều này. Anh ta tự nghĩ ra một lý do cho mình chú ý đến áp lực tinh thần của nhân viên. Thực hiện các biện pháp hướng dẫn phù hợp là một phần công việc quản lý nhân viên bình thường của người chủ. Anh ta ra ngoài để giúp đỡ cô ấy giải tỏa tâm trạng. Lúc này Đồng Mẫn gửi tin nhắn hẹn gặp Thành Giao. Tiền Hằng nhắc nhở cô ấy nhớ ghi âm, tuy nhiên Đồng Mẫn nói đi nói lại chỉ là cô ấy thích Tiền Hằng. Trong khi Tiền Hằng không thích cô ấy, nhưng cô ấy nhận ra Tiền Hằng đã bồ kết Thành Giao, vì vậy cô ấy chúc phúc cho họ. Thành Giao vội vã phủ nhận, và khi cô ấy trở về nhà, cô ấy thấy trong phòng khách một người, một chó đang hòa thuận với nhau. Điều kỳ lạ duy nhất là chú cún đáng yêu ấy lại đang đeo bịt mắt. Tại sao nó lại bịt mắt vậy? Tiền Hằng vội đáp, cái nhìn của nó quá ngốc, đối với tôi là ô nhiễm tinh thần. Nhưng tình hình thực tế là Tiền Hằng người không còn sợ chó như trước. Nhìn vào mắt của chú cún, không hiểu sao luôn nhớ đến gương mặt vô tri của Thành Giao, anh cảm thấy họ thật giống nhau, vì vậy mới bịt mắt nó. Cảm thấy có chút tội lỗi, anh ta vội vàng chuyển chủ đề yêu cầu đối phương thực hiện lời hứa mời ăn. Khi chờ đợi món ăn, họ bắt đầu nói chuyện về trò chơi, cả hai đều trở nên hào hứng. Họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Thành Giao mới mua một que kem về và chỉ liếm một miếng. Không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt cô phát hiện ra rằng que kem đã bị Tiền Hằng ăn mất. Tiền Hằng còn nói rằng kem ngon lắm, cô có thể mua thêm vài que để trong tủ lạnh, anh sẽ hoàn lại tiền. Sau đó Thành Giao lấy cớ dắt chó đi dạo, Thành Giao thật sự đã quá đáng. Tại sao trong đầu cô toàn là những ý nghĩ không lành mạnh? Lời nói của Tiền Hằng hương vị cũng không tồi như những cơn mưa xuân nhẹ nhàng làm ẩm ướt tâm trí cô. Và mầm mống của Gian Gian díu díu mập mờ bắt đầu lớn lên.
Đúng lúc này bất ngờ có một con chó chạy đến và bắt đầu chơi đùa với chú cún của Thành Giao. Chủ nhân của con chó kia chưa gì đã đòi cô bồi thường 20.000 vì Ngụy Thành Thiên của cô đã làm hại cục cưng của hắn. Việc gì khó thì có anh lo, may mắn thay Tiền Hằng đã xuất hiện kịp thời và sử dụng các điều khoản pháp luật của Mỹ để đuổi tên lừa đảo đi. Mặc dù anh ấy nói rằng mình xuống đây để giúp Thành Giao đổ rác nhưng đó chỉ là cái cớ vì cô đã đổ rác xong từ trước đó. Thành Giao cảm xúc bây giờ rất rối bời, thấy rất hoang mang. Hơn nữa vào ngày trước khi mua kem, Tiền Hằng đã yêu cầu cô mời anh ấy ăn tối. Trong bữa ăn họ nói về game, âm nhạc và cả những ước mơ, sau khi trở về anh ấy còn trả tiền ăn cho cô. Tất cả những dấu hiệu này khiến cô không thể hiểu nổi, vì thế liền gọi cho cô bạn thân của cô. Cô ấy đã giải đáp những thắc mắc cho Thành Giao. Trời ơi, cậu thật là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Tiền Hằng chắc chắn là thích cậu rồi. Thành Giao lăn qua lăn lại tự nhủ, anh ấy thích mình sao, đáng yêu thế nhở. Cây xanh, lá cũng xanh mang tên mập mờ đang lớn lên mạnh mẽ dưới vỏ bọc cảm ơn Tiền Hằng đã giúp đỡ. Thành Giao đã tạo ra một không gian rất chi là chill và lãng mạn rồi mời anh ấy ngâm chân nghỉ dưỡng. Mặc dù không giàu sang nhưng phải sống bằng cách giả bộ giàu. Cuộc sống hàng ngày của họ vẫn rất tốt và ngâm chân thực sự giúp ích cho giấc ngủ. Một buổi tối thật êm đẹp, nhưng không ai ngờ rằng không khí ấm áp này chỉ kéo dài một đêm. Ngày hôm sau họ đã xảy ra mâu thuẫn. Bạn gái nhỏ bên ngoài của Đồng Sơn đã đến văn phòng luật sư Quân Hằng muốn dùng đứa bé trong bụng để giành quyền thừa kế của Đồng Sơn. Trong lúc Trần Tình Mỹ kể về sự tình đó thì Thành Giao luôn cắt ngang. Cô cảm thấy không cần thiết phải đại diện cho vụ án này nhưng Tiền Hằng lại kiên định với quan điểm của mình. Tuy nhiên Thành Giao cũng kiên định với quan điểm của mình khiến Tiền Hằng tức giận đến mức nói rằng anh ta rất hối hận. Ban đầu không nên cho cô ấy vào Quân Hằng, là Ngô Quân cố tình đưa cô ấy vào văn phòng bằng cửa sau. Lúc này Thành Giao mới biết mình vào đây là nhờ mối quan hệ. Cô ấy cảm thấy rất bất ổn và Tiền Hằng cũng hối hận vì đã nói ra những lời không nên nói trong lúc nóng giận. Quả nhiên từ đầu Tiền Hằng chưa bao giờ coi trọng cô. Cô ngoài việc giúp anh ta chữa chứng mất ngủ ra thì chẳng có ích lợi gì khác. Anh ấy thích mình ư? Thành Giao, ngươi tỉnh lại đi. Người ta mới là người mây cao trên trời, còn ngươi trong mắt người khác chỉ ngọn cỏ ven đường được đưa vào cửa sau mà thôi. Cô chỉ là một công cụ được dùng để thực hiện liệu pháp thôi. Cô vừa quay trở lại chỗ làm việc của mình, trái tim đã tràn đầy cảm xúc phức tạp, cảm giác buồn bã, tự ti và các cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng. Đồng nghiệp nghĩ rằng cô bị mắng khóc nên đều đến an ủi. Họ cho rằng cuộc sống tại Quân Hằng mà không bị Tiền Hằng mắng là không hoàn hảo. Họ chúc mừng cô đã chính thức hòa nhập vào Quân Hằng, nhưng họ đã nhầm lẫn điểm trọng yếu. Sự an ủi của họ căn bản là không có hiệu quả với một trái tim đầy vết xước này nữa rồi. Lúc này Tiền Hằng bất ngờ tức giận như thể ăn phải thuốc súng, hỏi ai là người sắp xếp hồ sơ ly hôn của Lưu Cảnh Văn. Thành Giao biết rằng mình sắp gặp họa lớn. Không ngờ anh đồng nghiệp Vũ Phi lại tự nguyện chịu trách nhiệm vì không nỡ để bông hoa xinh đẹp này phải chịu khổ thêm nữa. Thành Giao ngước nhìn anh ấy bị chửi một cách thậm tệ, một lần nữa phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ ông chủ. Thành Giao không chịu đựng được nên đã xin nghỉ phép ngày hôm nay, cô cảm thấy không được khỏe lắm. Tiền Hằng mắng suốt nửa tiếng đồng hồ và Thành Giao cũng buồn đến mức không muốn trở lại căn hộ cùng thuê nữa. Chạy đến khách sạn và thuê một phòng rồi khóc suốt cả ngày. Tiền Hằng thấy cô chưa trở về không khỏi lo lắng, đã gửi hai tin nhắn qua nhưng đều bị cô bơ đẹp. Ngày hôm sau Tiền Hằng không nhịn được nữa bảo Ngô Quân đi hỏi xem Thành Giao ở đâu. Sau khi biết được tình hình, Ngô Quân nghe mà tức cái lòng ngực nhưng anh ta vẫn phải giúp Tiền Hằng giải quyết hậu quả. Anh gọi cho Thành Tích biết chuyện của em gái. Cô nấu một nồi canh cá đầy tình yêu và đem đến nơi em gái đang ở. Cô nói với em gái rằng phải dùng sức mạnh của bản thân để chứng minh mình không phải dựa vào quan hệ. Tiền Hằng là một luật sư xuất sắc. Tiền Hằng luôn có những xem xét riêng của mình khi nhận một vụ án. Nếu em gái muốn tiến xa trên con đường sự nghiệp luật sư thì em gái nên tin tưởng anh ấy. Sau khi được nghe những lời dạy bảo của chị gái, Thành Giao cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quyết tâm sớm thoát khỏi cái mác đi cửa sau. Thành Tích cũng ở lại chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng em gái. Cô ấy cũng không quan tâm đến Tiền Hằng, giống như cô ấy cắt máy điện thoại của Ngô Quân. Ngay khi Thành Tích vừa đến cửa nhà, không ngờ tên khốn chồng cũ của cô cũng theo sau. Hắn ta say xỉn mà mắng nhiếc người vợ hiện tại của mình tại trước mặt người vợ cũ. Anh không thấy mình thấp kém à? Thành Tích tức giận quát anh ta. Tuy nhiên tên này không hề thấy có gì to tát và tỏ vẻ ăn năn sám hối cả. Hắn còn lấy ra những bức ảnh do người khác chụp lén, nói rằng người theo đuổi người vợ cũ Ngô Quân. Hắn chỉ giả vờ yêu thương cô ấy. Anh ta nói rằng mình có thể tìm bất kỳ bạn gái nào anh ta muốn, vậy tại sao lại phải chọn cô? Một người phụ nữ đã ly hôn và hàng thứ hai, anh ta khẳng định rằng chỉ có mình anh ta mới thực sự yêu thương cô. Sau khi nói xong anh ta bắt đầu hành động thô bạo. Thành Tích lập tức tạt nước vào mặt anh ta và bảo anh ta tỉnh táo lại. Dù cô đối xử với tôi như thế nào tôi vẫn yêu cô. Thành Tích cảm thấy vô cùng tức giận nhưng khi nhìn vào bức ảnh mà đối phương mang tới cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô đã ly hôn còn Ngô Quân thì không, cô cũng lo sợ rằng người chồng cũ sẽ làm hại Ngô Quân. Do đó cô đã phớt lờ tất cả những lần liên lạc của Ngô Quân, không ngờ ngày hôm sau Ngô Quân lại đến tìm cô. Thành Tích nói thẳng rằng sau này đừng liên lạc nữa nhưng Ngô Quân lại nói rằng anh muốn chịu trách nhiệm với cô. Chúng ta ở khách sạn anh có say, chúng ta không phải đã làm chuyện đó sao? Sau đó anh ta nói rằng mặc dù không nhớ rõ lắm nhưng anh phải chịu trách nhiệm. Thành Tích liền đáp hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả. Thành Tích để lại 500 nhân dân tệ cho Ngô Quân vì điện thoại anh hết pin và anh muốn sử dụng tiền đó để gọi taxi. Còn việc cô cởi quần áo vì anh đã nôn bẩn quần áo mình. Mặc dù Ngô Quân cảm thấy hơi thất vọng nhưng anh ta không hề có ý định từ bỏ. Đồng thời anh ta còn đổ lỗi cho Tiền Hằng vì Thành Tích không nghe điện thoại của mình. Nói rằng nếu chuyện này không giải quyết thì anh ta sẽ cắt đứt quan hệ với Tiền Hằng. Ngô Quân kéo Tiền Hằng đi xin lỗi Thành Giao, không biết rằng cô đã được chị gái thuyết phục.
Khi họ vừa bước ra khỏi văn phòng, họ thấy Thành Giao đã đến làm việc. Tiền Hằng tiến lại gần Thành Giao một cách ngập ngừng nhưng cuối cùng không nói được lời xin lỗi. Ngược lại, chính Thành Giao đã tự nhận lỗi và hy vọng Tiền Hằng sẽ cho cô một cơ hội nữa. Cô muốn tham gia vào vụ án của Trần Tình Mỹ. Cô lại bắt đầu bận rộn với công việc cùng với Bao Duệ tìm đến cha của Đồng Sơn thuyết phục ông đồng ý làm xét nghiệm quyền nuôi cháu. Khi biết rằng mình có thể sắp có một đứa cháu trai, ông lập tức đồng ý. Mặc dù ông có mối quan hệ rất tốt với cháu gái nhưng ông vẫn cho rằng chỉ có cháu trai mới phù hợp để kế thừa gia sản. Ông nói con gái thì sau này cũng phải lấy chồng sinh con đẻ cái, không thể gánh vác doanh nghiệp. Dù trong lòng không thoải mái nhưng Thành Giao vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một luật sư. Qua xét nghiệm quyền nuôi cháu cũng như hồ sơ của Đồng Sơn và Trần Tình Mỹ đi Hồng Kông làm xét nghiệm giới tính xác nhận rằng thai nhi trong bụng Trần Tình Mỹ thực sự có quan hệ huyết thống với Đồng Sơn. Tiền Hằng cũng sử dụng những tài liệu này để giành chiến thắng trong vụ án tranh chấp di sản trị giá 200 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên Thành Giao lại bị Đồng Mẫn chỉ trích cho rằng luật sư không có lương tâm, bảo vệ người thứ ba không bảo vệ hôn nhân. Nhưng suy cho cùng luật sư chỉ là một nghề nghiệp, việc đại diện cho ai không phản ánh quan điểm cá nhân của luật sư. Dù lý do của Tiền Hằng rất đủ và nói một cách chính nghĩa nhưng Thành Giao vẫn cảm thấy rất tự trách. Trong phần cuộc sống cá nhân do cô ấy vẫn ở tại khách sạn, Tiền Hằng đã suy nghĩ và cuối cùng tìm ra một lý do để lừa cô trở về nhà cho thuê, còn để lại vài tờ giấy nhắn trên bàn với nội dung: nếu không có tiền thì đừng sống vượt quá khả năng, đi ở khách sạn làm gì, tôi về ở biệt thự rồi cô ở lại đây đi. Trong lòng Thành Giao nghĩ anh ấy rời đi để cô có thể trở về ở đây sao. Vào đêm khuya, cô gái độc thân vui tánh mở to mắt làm cú phim. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng, không ai bình thường sẽ đến thăm vào lúc này. Quả nhiên khi cô nhìn qua lỗ mắt cửa thấy một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm đứng bên ngoài rất là không bình thường. Cô hoảng sợ và nhanh trí hét lên diễn sâu: chồng ơi, anh không phải vừa từ sở cảnh sát về sao? Ai có mà dè cái người dở dở ươn ươn 2 giờ gõ cửa lại là tổng tài Tiền Hằng. Vừa vào anh đã hỏi cô từ bao giờ cô có một người chồng làm việc ở sở cảnh sát, rồi nói lý do mình tới đây là vì có một cây bút bi có lẽ đã để quên ở đây. Đó là lần đầu tiên anh thắng một vụ án, bố anh tặng nó cho anh, rất quan trọng với anh. Tiền Hằng giả vờ tìm kiếm cây bút trong nhà. Thành Giao thì cảm thấy rất kỳ lạ, có lẽ chỉ có ông chủ mắc chứng rối loạn tâm thần mới đeo kính râm vào buổi tối muộn như vậy. Nhưng cô không biết rằng thiếu đi bài hát ru của cô, Tiền Hằng lại mất ngủ hàng đêm, và trong lúc bế tắc anh nghĩ đến Thành Giao, sau đó đeo kính râm để che giấu quầng thâm mắt, thậm chí còn làm phiền cô khi cô đang ngủ. Anh vẫn chưa tìm thấy, ngày mai sáng tôi còn phải đi học nữa. Tiền Hằng lấy cớ ở lại cho rằng giờ này lái xe cũng không an toàn, nhưng Thành Giao đã gọi dịch vụ lái xe thay thế cho anh trước rồi. Người lái xe thay thế đã đợi anh ở dưới lầu để đảm bảo an toàn đưa anh về nhà. Hết lý do lý chấu, anh buồn bã rời đi, mọi toan tính của anh đều vô ích. Hôm sau đi làm, Bao Duệ và Vũ Phi đều ngạc nhiên không hiểu tại sao ông chủ lại đeo kính râm khi đến công ty để ra rẻ. Còn Thành Giao đã tự viết một bản kiểm điểm dài hàng nghìn ký tự, thừa nhận rằng trong vụ án của Trần Tình Mỹ cô đã để cảm xúc cá nhân xen vào và đã bỏ qua công lý thủ tục. Sau khi vụ án kết thúc, Tiền Hằng thấy cô chìm trong cảm giác tự trách, anh ấy sau đó nói với cô rằng công lý không chỉ có một loại. Nếu chỉ tập trung vào công lý của từng trường hợp cụ thể, người ta sẽ bỏ qua công lý trong quy trình. Điều này có hại cho sự tiến bộ của pháp luật và quá trình pháp chế, bởi vì đôi khi con người không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Chỉ có việc tuân thủ chặt chẽ công lý quy trình mới thể hiện sự công bằng của pháp luật, tránh được việc người vô tội bị chỉ trích oan. Thành Giao hiểu rằng mình vẫn còn quá dựa vào cảm xúc. Cô ấy cảm ơn anh và hứa sau khi trở thành luật sư nổi tiếng sẽ tính phí theo giờ và trả tiền tư vấn cho anh. Hôm nay Tiền Hằng đưa cho cô một hộp sô cô la nhập khẩu, nói rằng mùi rau mùi anh không dám thử, đề nghị Thành Giao thử nếm và cô không cần trả tiền tư vấn nếu thử. Kết quả là khi Thành Giao ăn thử, cô nhăn mặt vì vị lạ. Tiền Hằng lợi dụng cơ hội tặng cô ấy hộp sô cô la này làm quà trở lại. Trần Tình Mỹ trong lúc trên đường về nhà đã phải vào bệnh viện sinh non và rơi vào tình trạng khó sinh. Khi đó không thể chuyển sang phẫu thuật cắt lớn và đứa trẻ bị thiếu oxy ngay từ khi mới sinh, sau đó được chẩn đoán là bị bại não. Khi Thành Giao làm xong bản kiểm điểm và rời đi, cô vô tình nhìn lại và phát hiện quầng thâm dưới kính râm của Tiền Hằng. Nhớ lại việc anh đến nhà cô vào đêm hôm trước một cách bất thường, cô đoán rằng anh lại mất ngủ. Cô đang phân vân không biết có nên mời anh trở lại nhà cho thuê hay không. Bao Duệ đột ngột vào phòng làm gián đoạn cuộc thoại của hai người. Sau khi nhận được phần thưởng từ vụ án thứ ba, Thành Giao đã mời một số đồng nghiệp đi ăn. Trong bữa ăn, một số đồng nghiệp đều cười rất tươi rói, nói rằng Thành Giao đã khiến Tiền Hằng phải nhăn nhó như thể anh ta bị táo bón. Lúc đó Bao Duệ nhận được cuộc gọi và biết tin Trần Tình Mỹ gặp khó khăn khi sinh nở. Cha của Đồng Sơn bắt đầu thay đổi ý kiến, gọi Thành Giao đến và nói rằng ông không muốn nhận cháu trai bị bại não. Ông còn muốn Thành Giao thuyết phục Đồng Mẫn vì con dâu và cháu gái của ông không đến thăm và đang chuẩn bị đi nước ngoài. Tuy nhiên phán quyết đã được đưa ra, Thành Giao cũng không thể làm gì. Trên đường về nhà, cô nhận cuộc gọi từ mẹ bà nói tuần sau sẽ đến thăm cô. Thành Giao cảm thấy may mắn vì ông chủ đã chuyển đi, nếu không cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ tối hôm đó ông chủ lại tự nhiên đến, trân trọng thông báo với cô rằng ngày mai sẽ đi công tác nước ngoài để tham gia một vụ án tranh chấp quỹ tín thác gia đình. Sau khi ăn tối, Tiền Hằng nói rằng anh sẽ ở lại qua đêm vì nơi đây gần sân bay, nhưng cũng để cho Thành Giao cơ hội từ chối, nhưng vụ án sẽ được giao cho Vũ Phi. Thành Giao tự nhiên không đồng ý, cô mời ông chủ ở lại với niềm nhiệt huyết. Sau đó Thành Giao bắt đầu thu dọn hành lý và nói chuyện với bạn thân. Người bạn nói rằng cô ấy và ông chủ làm việc trên hai vụ án đã có hai người chết, nghi ngờ rằng có thể đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ làm Thành Giao sợ hãi. Điều khiến cô sợ hãi hơn là khi chuẩn bị đi ngủ, cô cảm thấy gió lạnh bên cửa sổ và đột nhiên mất điện.
Cô sợ hãi chạy vào phòng của Tiền Hằng rồi giả vờ hỏi về vấn đề pháp luật để nói chuyện với anh. Kết quả là Tiền Hằng phát hiện bí mật trên điện thoại của cô, đó là biệt danh cô đặt cho anh là đồ ngốc thúi. Thành Giao cảm thấy ngượng ngùng, nhận ra rằng việc đặt biệt danh lung tung mang lại hậu quả nghiêm trọng nếu sếp là một kẻ biết ảnh đẹp. Để không bị đuổi ra ngoài, cô chỉ có thể nói thật rằng mình sợ tối. Tiền Hằng cuối cùng cho phép cô ở lại, nhưng Thành Giao vẫn khó ngủ, liên tục nói chuyện với anh. Cô nói rằng mình trở thành luật sư để giúp chị gái mình lấy lại công bằng. Tiền Hằng đoán rằng cô muốn đánh bại Đặng Minh trên tòa. Tiền Hằng tuyên bố cô đánh bại anh thì không có cửa, nhưng đánh bại anh ta thì không vấn đề. Thành Giao xin anh giúp đỡ thì được anh nói rằng trong 2 năm tới yêu cầu duy nhất của anh đối với cô là đừng kết hôn, đừng yêu đương và dùng hết thời gian cho công việc. Thành Giao phản hồi dù có một người đàn ông đặt trước mặt cô cũng không được rung động. Tiền Hằng lạnh lùng chốt câu đi ngủ thôi. Khi Thành Giao đi công tác gặp khách hàng ở nơi khác, không ngờ rằng đối phương lại là một kẻ bẩn thỉu và không được sạch sẽ như vẻ bề ngoài. Đường Tổng tiến lên và bắt tay Thành Giao với những cử chỉ thân mật. Tiền Hằng nhận ra và nói Đường Tổng, chúng ta nên tiết kiệm thời gian. Mặc dù lần này có Tiền Hằng giúp đỡ cô thoát hiểm nhưng đối phương vẫn không từ bỏ ý định xấu xa của mình. Trong giờ nghỉ, trợ lý của Đường Tổng mời Thành Giao đến phòng họp để giúp sắp xếp tài liệu. Cô nhớ rằng Tiền Hằng đã nhắc nhở cô không nên đi gặp Đường Tổng một mình, nhưng lần này cô chỉ gặp trợ lý thôi nên nghĩ là sẽ không sao. Tuy nhiên khi đến phòng họp, cô phát hiện Đường Tổng cũng ở đó và trợ lý là người biết nhìn mặt mũi xử lý công việc. Anh ta đã được ông chủ sai đi lấy tài liệu và nhanh chóng quay lại, nhưng ngay sau khi anh ta rời khỏi phòng họp, anh đã chốt khóa cửa. Sau đó Đường Tổng bắt đầu màn trình diễn rất tệ của mình. Giả vờ làm ra rẻ cuộc sống bất ổn nên tấm lưng không bao giờ ổn, yêu cầu Thành Giao giúp kết nối nguồn điện vì sắp cần chiếu một số tài liệu. Mặc dù Thành Giao có nghi ngờ nhưng vì đối phương là khách hàng với hợp đồng giá trị hàng tỷ nên cô không muốn từ chối, vì sợ việc nhỏ này khiến khách hàng không hài lòng. Tuy nhiên sự nhượng bộ lần này của cô đã khiến Đường Tổng càng không giữ nổi con thú trong người ông ta. Luật sư nhỏ, cô đừng căng thẳng nhé, tôi cần một tia sáng để sưởi ấm mình và cô chính là tia sáng đó. Hãy để ánh trăng trắng của cô rải rác khắp nơi trên tôi. Nghe những lời ẩn dụ không sạch sẽ này khiến Thành Giao bức xúc đẩy ông ta ra. Mặc dù cú đánh khuỷu tay của Thành Giao hết sảy con bà bảy, nhưng ai ngờ tên khốn ấy sau khi bị đánh vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn yêu cầu Thành Giao tiếp tục đánh ông ta và hứa hẹn một cái tát được thưởng 100.000 nhân dân tệ. Trong cơn hoảng loạn, Thành Giao đã bỏ lỡ cơ hội kinh doanh lớn này, chỉ kịp nhanh chóng đá ông ta ra, sau đó cầm điện thoại lên trước mặt và quay phim. Rất may nhờ sự nhanh trí, Thành Giao đã thoát khỏi bàn tay quỷ của đối phương. Khi trở về phòng nghỉ, cô ngay lập tức đăng tải video để phơi bày bộ mặt xấu xa của Đường Tổng. Lúc này Tiền Hằng đột ngột gõ cửa mang theo một số tài liệu cho cô xem. Thành Giao với đôi mắt đỏ hoe đã làm Tiền Hằng nhận ra điều gì đó bất ổn. Thành Giao không muốn làm Tiền Hằng lo lắng vì mình và cũng không muốn anh mất đi thương vụ này. Nhưng lúc đó video mà cô vừa tải lên bất ngờ tự phát, Tiền Hằng cũng biết được toàn bộ sự việc. Anh tức giận mất quyền kiểm soát dẫn Thành Giao đi đòi công bằng. Cứ thế anh đánh tên khốn Đường Tổng bầm dập, thậm chí hủy hợp đồng ngay tại chỗ. Thành Giao cũng cảnh báo Đường Tổng nếu ông ta có bất kỳ hành động nào nhằm vào Tiền Hằng, cô sẽ đăng tải video lên mạng để cộng đồng mạng dè bỉu đàm tiếu và phong sát ông. Tiền Hằng hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của cô. Anh tiến đến và dằn mặt, hắn bảo muốn trả thù thì hãy đến với tôi, chưa có ai kiện tôi thắng cả. Sự mạnh mẽ của Tiền Hằng thực sự rất ấn tượng. Anh nắm tay Thành Giao và dẫn cô đi, sau đó Tiền Hằng tức giận dạy dỗ Thành Giao. Ở đây với tôi, cô không cần phải nhẫn nhịn bất cứ ai. Nếu có ai quấy rối cô hãy tát họ một cái, không quan trọng họ là khách hàng trị giá hàng 10 tỷ hay hàng trăm tỷ. Nếu cô không đánh lại được cô hãy nói với tôi sẽ giúp cô đánh. Những lời căng cực của Tiền Hằng khiến cô cảm động. Trước khi quay lại phòng, cô hỏi một câu đã ấp ủ từ lâu. Tại sao anh lại đối xử tốt với một người chỉ là công cụ như tôi vậy? Anh không phải mời tôi vào Quân Hằng chỉ vì tôi biết nấu ăn và có thể làm cho anh ngủ được sao? Bây giờ Tiền Hằng mới hiểu ra và cũng nhận ra lý do tại sao thái độ của cô gần đây trở nên lạnh nhạt. Anh giải thích rằng cô đối với anh là một nhân viên rất quan trọng, bảo cô đừng đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng anh. Thành Giao hiểu rằng cô quan trọng. Tiền Hằng rất quan tâm đến từ công cụ này, giả vờ hỏi Ngô Quân liệu anh có coi mình chỉ là công cụ kiếm tiền không. Câu trả lời của Ngô Quân khiến Tiền Hằng xịt keo cứng ngắt. Làm sao tôi có thể đối xử với anh lạnh lùng và vô tình như vậy? Tuy nhiên Tiền Hằng vẫn rút ra phương pháp dùng tấm lòng chân thành để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của Thành Giao. Vì vậy sáng hôm sau khi Thành Giao vừa đến nhà hàng, cô thấy một bàn đầy đồ ngọt. Sau đó anh còn cho cô đưa ra một yêu cầu như một cách bù đắp cho sự sợ hãi mà cô đã trải qua ngày hôm trước. Anh không ngờ rằng yêu cầu của Thành Giao lại là đi đến một công viên giải trí trẻ con. Tiền Hằng cho rằng một nơi trẻ con như thế không hợp với phong cách quý ông của anh. Việc lãng phí một ngày ở một nơi vô nghĩa như thế không khác gì việc ném tiền xuống biển. Thành Giao phản bác, nhưng anh vừa mới nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi mà. Cô mở đoạn ghi âm trước đó cho anh nghe, vì thế Tiền Hằng kiêu ngạo làm việc theo nguyên tắc chỉ còn cách phải đồng ý. Trong quá trình này, tình cảm của Thành Giao dành cho Tiền Hằng đang dần nảy mầm và phát triển nhanh chóng. Hai người cùng chơi trò bắn súng hơi và giành được một con gấu bông to. Trong khi Thành Giao hy vọng sẽ tiếp tục làm việc cùng Tiền Hằng mãi mãi, không ngờ anh lại giới thiệu cho cô một nơi có núi, có nước thú vị hơn cả công viên giải trí, nói rằng lần tổ chức tiếp theo sẽ đến đó. Thành Giao vui mừng quên lối nói một câu khiến Tiền Hằng cũng cạn lời. Vậy tôi phải làm việc thật tốt, biết đâu lại có một chút phiêu lưu tình ái. Hóa ra trong đầu cô suốt ngày toàn là những suy nghĩ nhạy cảm như vậy à. Quay về viết một bản kiểm điểm 5.000 từ. Thành Giao phàn nàn cô là một cô gái độc thân mơ mộng một chút có sao đâu. Anh chỉ là ông chủ của tôi, anh quản được chăng? Tiền Hằng đáp, tất nhiên tôi quản được vì cô quan trọng với tôi.
Thành Giao nhìn anh bằng đôi mắt to tròn và gương mặt xinh xắn của mình cả người đều sững sờ. Một lúc sau mới lấy cớ đi vệ sinh để trốn vào nhà tắm, rồi tự nhủ với mình rằng lời nói của Tiền Hằng không liên quan đến tình yêu. Tất cả chỉ là lứa rồi và đó chỉ là sự bảo vệ của một ông chủ dành cho nhân viên của mình. Tiền Hằng cũng tự nhủ việc yêu cầu cô viết kiểm điểm là cách ông chủ bảo vệ nhân viên của mình. Cuối cùng họ trở lại khách sạn nơi họ đang nghỉ. Mặc dù Thành Giao pha cà phê để làm hài lòng Tiền Hằng, anh vẫn bảo cô viết kiểm điểm. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, cô đã ngủ gục khi đang viết. Tiền Hằng phát hiện ra điều này, lấy một tấm chăn đắp lên cô nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng hài hước. Hình ảnh nghiêm túc của ông chủ lập tức tan vỡ. Điều kỳ lạ hơn nữa là Tiền Hằng, người thường xuyên mất ngủ, thường cần nghe bản nhạc ru của Thành Giao mới ngủ được. Nhưng lần này chỉ cần nhìn cô đã bắt đầu buồn ngủ ngay. Sáng hôm sau, Thành Giao nghe được tin tốt. Vụ án mà Quân Hằng bị Bạch Tinh Manh buộc tội đã thắng, nhưng khi trở về thành phố của mình, cô lại nghe tin xấu từ Ngô Quân. Đường Tổng đã khiếu nại họ với Hiệp hội Luật sư. Thành Giao muốn nói về những gì cô đã trải qua nhưng Tiền Hằng không cho cô nói. Chỉ nói rằng hợp đồng với Đường Tổng là do chính anh từ chối. Ngô Quân liền mắng mỏ anh là bị ai làm phép mà thành ra thế này. Tiền Hằng nói sẽ bồi thường cho anh. Ngô Quân lạnh lùng quay người rời đi. Thành Tích vừa tan làm về nhà không ngờ lại gặp phải sự quấy rối của chồng cũ. Lời nói của anh ta khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mặc đẹp thật đấy, chắc là đi hẹn hò bí mật đúng không? Đã hơn 30 tuổi lại còn ly hôn một thân một mình. May mắn thay, Thành Tích đáp trả mà không hề thua kém, rất đã cái nư. Tôi là độc thân, bây giờ tôi hẹn hò với bất kỳ ai cũng là quyền lợi chính đáng của tôi. Bây giờ anh thua thiệt trong hôn nhân lại quay đầu quấy rối tôi. Anh không cảm thấy mình đáng ghét sao? Tuy nhiên Đặng Minh vẫn không chịu từ bỏ cho đến khi Thành Tích nói rằng cô sẽ gọi cảnh sát, đối phương mới chửi bới rồi bỏ đi. Sau đó khi biết rằng em gái mình đi công tác bị khách hàng quấy rối, cô đã hẹn gặp Tiền Hằng để cảm ơn anh đã bảo vệ em gái Thành Giao của mình. Cô nói rằng nếu sau này có việc cần đến mình, cô sẽ không từ chối giúp đỡ và còn tặng cho anh một món quà có tác dụng giúp chữa trị mất ngủ. Không ngờ việc này lại khiến Tiền Hằng bị Ngô Quân trách móc, nhưng cũng đồng thời tạo cơ hội cho Tiền Hằng mở lời đòi hỏi một cách trắng trợn. Chị ấy đã cho tôi vài miếng hương thơm an thần, cậu không có đâu nhé. Quân Ngô cảm thấy mình bị lừa nhưng quyết định không giúp anh ta nữa. Tiền Hằng buộc phải thừa nhận rằng Đường Tổng muốn chiếm đoạt Thành Giao. Anh tức giận nên mới đi đánh hắn và đưa hương thơm an thần mà Thành Tích tặng cho xin vào. Hôm sau, Bao Duệ nhận được một vụ án do Tiền Hằng phân công. Thành Giao sẽ làm luật sư trợ lý, giá trị vụ án chỉ có 200 vạn. Thành Giao nhận ra đối thủ là luật sư là cựu sếp của cô, Diêu Phong, người từng dẫn dắt họ. Những luật sư thực tập đi uống rượu với khách hàng. Cô ngay lập tức hiểu ra rằng ông chủ muốn cô chút giận, nếu không thì sẽ không nhận một vụ án nhỏ như vậy. Và cũng không yêu cầu họ nhất định phải thắng. May mắn là họ cũng không làm ông chủ Tiền Hằng thất vọng. Sau một trận chiến khẩu chiến nảy lửa trên tòa, tên Diêu Phong thực sự bị đánh bại và bị khách hàng mắng. Sau đó Thành Giao cảm ơn ông chủ nhưng không ngờ ông chỉ yêu cầu cô chuẩn bị bữa tối hải sản như đã hứa. Vì vậy cô dự định ghé chợ nhưng Tiền Hằng đột ngột gọi điện lập tức quay về nhà ngay. Kết quả khi cô vừa đến nhà, cô bất ngờ gặp mẹ mình đến thăm cô gái sống chung với sếp. Nhưng không ngờ lại bị mẹ phát hiện và khăng khăng cho rằng họ là bạn trai, bạn gái. Thành Giao giải thích với mẹ anh ấy thực sự là sếp của con. Người mẹ đáp trả đừng lừa mẹ nữa, vì mỗi lần gọi điện cũng thường xuyên than phiền rằng sếp ở công ty luật của con. Suốt ngày chỉ biết bóc lột nhân viên, kẻ không có đạo đức, không có lương tâm. Vì kiếm tiền mà nhận mọi loại khách hàng. Sếp của con giàu thế sao lại sống cùng con ở khu vực nhỏ như thế này? Thành Giao ngượng ngùng không biết phải làm sao để cho mẹ đừng phơi bày sự thật quá trời đúng đó nữa. Cô đành phải thừa nhận sai lầm, xác nhận Tiền Hằng là bạn trai của mình và nói rằng họ luôn ngủ riêng biệt. Mẹ cô mới yên tâm sau khi xác nhận điều này. Nhưng để tránh bị ép cưới, Thành Giao nói dối rằng Tiền Hằng làm việc ở nhà máy vặn ốc vít mới mất việc và chỉ có bằng trung cấp. Dù trông thông minh, hơi đẹp nhưng thực ra gần như ngu xuẩn. Tiền Hằng không biết nên nói gì, muốn hỏi cô có lịch sự không. Nhưng Thành Giao không cho anh cơ hội nói chuyện. Thành Giao vội vàng kéo mẹ ra ngoài bảo bà đi tìm ba chơi vì đó là lần hiếm hoi bà đến thăm. Sau đó cô mới xin lỗi Tiền Hằng và giải thích lý do nói dối. Cô chỉ muốn mẹ mình nhanh chóng rời đi nên mới nói như vậy, nếu cô nói anh là tỷ phú mẹ cô chắc chắn sẽ giục cô lấy anh. Vì vậy cô mới nói anh là công nhân dây chuyền sản xuất, như thế sau này nói chia tay cũng dễ hơn. Lời này khiến Tiền Hằng tức giận nghi ngờ cô không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh thẳng thắn trừ luôn thưởng cuối năm của cô dù biết rằng điều này không phù hợp với pháp luật thuật. Thành Giao dù cảm thấy tội lỗi nhưng không biết mình sai ở đâu, vẫn quyết định mời anh ăn tối làm lời xin lỗi. Nhưng sau khi đợi một thời gian dài không thấy Tiền Hằng phản hồi cô, bạn thân của cô gặp vấn đề tình cảm và rủ cô ra ngoài tâm sự. Kết quả là Tiền Hằng đang gặp gỡ khách hàng, nhìn thấy thời gian sắp hết liền bỏ mặc khách hàng và chạy đến địa điểm hẹn. Đợi mãi mà chẳng thấy người rủ mình đâu. Khi Thành Giao trở về, cô thấy Tiền Hằng với khuôn mặt đen như than ngồi trong phòng khách. Thành Giao nói rằng cô quên mất chuyện ăn tối vì anh không trả lời tin nhắn WeChat của cô nên cô tưởng anh từ chối rồi. Tiền Hằng tỏ ra mình ổn lòi lìa. Thành Giao tin tưởng nghĩ đến việc mời anh ăn tối lần nữa, tuy nhiên khi Tiền Hằng thấy cô liên tục xoa cổ anh đề xuất cả hai cùng đi massage. Kết quả là Thành Giao vẻ mặt bình thường còn anh thì bị ấn đến nhíu mày. Khi ra khỏi trung tâm trị liệu không may gặp phải cha mẹ của Thành Giao. Cô lắp bắp một hồi rồi lại bắt đầu nói dối rằng bạn trai của mình tìm được công việc mới ở đây. Và cô đến đây để đồng hành cùng anh, cha mẹ cô ngơ ngác không hiểu chuyện. Nhưng chuyện hay vẫn chưa hết. Mẹ của Tiền Hằng cũng ở đây tình cờ thấy con trai mình và bắt đầu nghi ngờ trước đây bảo anh ấy đi cùng mình. Anh ấy chẳng muốn tí nào, hôm nay này là làm gì thế? Nghe quản lý nói có một phụ nữ xinh đẹp đi cùng con trai mình, mẹ Tiền Hằng rất tò mò bám đuôi theo dõi con trai.
Hôm sau bà hóa trang rất thần bí, cuối cùng ngày hôm đó bà đã tìm ra nơi ở của con trai cưng. Tôi bắt được rồi nhé, khi Thành Giao đang nấu ăn không may làm bẩn quần áo của Tiền Hằng. Không ngờ lại bắt anh cởi ra ngay lúc mẹ anh nhìn thấy, may mắn là cửa không đóng kín nên bà mới có cơ hội nhìn thấy. Dù Tiền Hằng và Thành Giao liên tục phủ nhận nhưng mẹ của Tiền Hằng chỉ tin những gì bà đã thấy, kéo tay cô gái và liên tục gọi là con dâu, còn hỏi họ quen nhau như thế nào. Thành Giao giải thích mình là trợ lý của luật sư. Tiền Hằng không biết nói gì khi bị đưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này, nhưng mẹ anh không quan tâm nhiều đến điều đó, trực tiếp đưa ra một danh thiếp rồi yêu cầu Thành Giao ngày mai đến một nhà hàng nào đó một mình để nói chuyện. Khi cô đến cuộc hẹn, mẹ của Tiền Hằng lại đưa ra một thẻ ngân hàng yêu cầu cô rời xa con trai bà, với số tiền phí bồi thường là 1 tỷ tăng lên đến 10 tỷ. Dù cô liên tục khẳng định mối quan hệ giữa cô và sếp chỉ là quan hệ thuần túy giữa cấp trên và cấp dưới, mẹ của Tiền Hằng vẫn không thay đổi quan điểm. Một cô gái như cô, tôi không thể để cô bước vào nhà họ Tiền của chúng tôi. Thành Giao gần như sụp đổ, chỉ có thể bảo bà hỏi Tiền Hằng. Ai mà có rẻ, mẹ Tiền Hằng không thực sự ghét Thành Giao cũng không có ý định chia cắt họ. Mọi chuyện chỉ là do bà xem quá nhiều phim truyền hình, chỉ là diễn cho show để thử lòng nữ nhân. Hôm sau Tiền Hằng bị mẹ mình lừa về nhà với lý do sức khỏe không tốt và Thành Giao cũng được mời đến. Khi thấy biệt thự xa hoa lộng lẫy của gia đình anh, Thành Giao rất kinh ngạc. Cô không hiểu sao sếp lại có thể sống trong căn nhà thuê đơn sơ kia. Sự xuất hiện của cô cũng được người quản gia chào đón nồng nhiệt. Khi mẹ Tiền Hằng nhìn thấy cô, bà như từ cõi chết trỗi dậy liền nắm lấy tay cô, biến thành một môi giới hôn nhân chuyên nghiệp. Hai người sau này phải sống hạnh phúc biết không? Hãy hứa với tôi. Thành Giao ngây thơ đồng ý, còn Tiền Hằng nói mẹ đừng diễn nữa. Nghe lời của con trai, mẹ Tiền Hằng tột cảm xúc, tỏ ra rất không hài lòng với con trai. Bà nói rằng Thành Giao không chịu lấy 1 tỷ đồng để không phải rời bỏ Tiền Hằng, khiến bà suýt nữa rơi cả mắt xuống đất. Tiền Hằng cũng lo lắng mẹ mình đã xúc phạm Thành Giao nên bảo cô theo mình rời đi. Nhưng mẹ của Tiền Hằng lại nhất quyết muốn nói chuyện riêng với cô, thúc giục cô lừa con trai đi xem mắt, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến Thành Giao thừa nhận mình thích con trai bà. Kết quả là Thành Giao thực sự đồng ý. Bố của Tiền Hằng cảm thấy điều này rất buồn cười. Vợ ơi, em chắc chắn em làm như vậy để xe duyên cho họ chứ? Vì thế bố Tiền Hằng lấy ra một danh sách xem mắt, trên đó toàn những gia tộc không có quan hệ tốt với họ, không sợ làm mất lòng người. Trong khi đó, Thành Giao với hai phiếu ăn tối đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Tiền Hằng thì bố mẹ cô đột ngột tới thăm. Khi thấy Tiền Hằng không có ở đó, họ hỏi thăm và Thành Giao chỉ có thể giải thích rằng anh ấy đi công tác. Người làm nghề massage cũng phải đi công tác à? Đúng là không một người họ Tiền nào đáng tin cậy cả. Thành Giao nghe mà cảm thấy rất áy náy, cô đang nghe điện thoại thì có cuộc gọi đến. Cô lấy cớ công việc bận rộn để chạy ra ngoài nhưng phiếu ăn tối cô để quên lại, khiến bố mẹ cô hiểu lầm tưởng đó là quà cô chuẩn bị để hiếu thảo với họ nên vui vẻ lấy đi. Cho đến khi Thành Giao nói với Tiền Hằng rằng cô sẽ mời anh ăn tối vào cuối tuần, cô mới phát hiện phiếu ăn tối đã mất. Tiền Hằng không quan tâm lắm, dù sao anh cũng lắm tiền và trong lòng còn hơi vui vẻ vì được mời đi ăn và anh là người trả tiền. Anh quay trở lại phòng và lên mạng mua mới. Tuy nhiên đến cuối tuần, Tiền Hằng đến nhà hàng sớm và phát hiện mình đã bị lừa. Càng xấu hổ hơn là còn bị bố mẹ Thành Giao bắt gặp ngay tại chỗ. Tiền Hằng, cậu không phải đi công tác sao? Sao cậu lại có tiền mặc đẹp thế? Lại còn đến nơi sang trọng như thế này nữa. Cô gái lên tiếng, các người làm phiền cuộc hẹn hò của tôi rồi. Bố của Thành Giao tức giận mắng người yêu của con gái. Khốn khiếp, cậu có lương tâm không? Thành Giao vất vả kiếm tiền nuôi anh ăn mặc mà anh lại đằng sau lưng cô ấy phung phí như vậy. Đẹp bên ngoài nhưng bên trong thối nát. Tiền Hằng bị mắng rồi xả. Anh chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ bên cạnh mắng anh. Quả nhiên là kẻ ăn bám, đi ăn với anh thật lãng phí thời gian của tôi. Thành Giao sớm nhận được cuộc gọi từ bố mẹ yêu cầu cô chia tay với Tiền Hằng. Tiền Hằng trở về nhà và gần như đầu tăm mặt tối. Từ tổng giám đốc độc đoán, đẹp trai, lạnh lùng, lịch lãm biến thành kẻ mất danh dự, yếu đuối và ăn bám. Biết rằng đối phương bị mắng mỏ thậm tệ, Thành Giao cảm thấy rất áy náy khi Tiền Hằng đến hỏi tội. Cô vội vàng giải thích rằng mình không dám chọc giận mẹ của sếp. Tiền Hằng thở dài bảo cô sau này cứ việc chọc giận. Thành Giao với tính cách nhẹ nhàng, yếu đuối của mình thực sự không có can đảm làm vậy. Rất nhanh sau đó cô lại bị mẹ của Tiền Hằng mời gặp mặt. Bà ấy với màn trình diễn như siêu sao của mình đã nhanh chóng làm Thành Giao mềm lòng với những giọt nước mắt và nước mũi. Cô gái đi xem mắt với Tiền Hằng nói rằng anh ấy không hề thích phụ nữ. Cô sống chung với Tiền Hằng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào sao? Thành Giao thực sự không nhận ra sếp có vấn đề. Mẹ của Tiền Hằng vẫn không yên lòng, nài nỉ Thành Giao giúp bà thử thách xem sao. Còn đưa cô một túi công cụ để điều tra, kết quả là Thành Giao lại rơi vào bẫy. Khi cô đang dùng tạp chí do mẹ Tiền Hằng cung cấp để chụp ảnh, không may bị Tiền Hằng chặn lại trong phòng. Tạp chí ẩn dưới gối cũng bị phát hiện vì lòi ra một góc. Và điều càng xấu hổ hơn là mẹ của Tiền Hằng đã đưa cho cô một bát súp dưỡng chất với đông trùng hạ thảo và thịt cừu. Tiền Hằng nhìn thấy và hoàn toàn kinh ngạc hỏi Thành Giao có ý gì. Thành Giao mới biết ý định của mẹ Tiền. Sao bà chuẩn bị những thứ này mà không nói với con trước? May mắn là cuộc gọi của bạn thân cô đúng lúc đến để giải nguy cho cô. Phát hiện người bạn bị bạn trai bỏ rơi và có ý định chấm dứt cuộc đời, Thành Giao không kịp giải thích vội vàng chạy ra ngoài. Tiền Hằng không yên tâm nên đã đưa cô đi kịp thời cứu bạn thân Lý Mộng Đình khỏi bước chân nhảy xuống sông. Bạn thân khóc lóc bảo anh ấy không muốn tôi nữa, không muốn con của chúng tôi. Thành Giao tức giận vô cùng. Sau khi an ủi bạn thân, Thành Giao đưa cô đến tìm bạn trai để đòi một lời giải thích. Tuy nhiên họ lại phát hiện ra người thứ ba đã ở trong nhà. Lý Mộng Đình không chịu nổi đã lao vào đánh nhau sáp lá cà với Tiểu Tam. Thành Giao liền đi vào can ngăn tìm biện pháp hòa giải. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.